Trên mặt Kỳ Thắng Phong hiện ra vẻ xấu hổ, ngượng ngùng nói. Toàn bộ câu chuyện trong đó rất khó nói ra ngoài, kỳ thật chúng ta nắm giữ phương pháp dung hợp thải hồng thạch có khiếm khuyết nhỏ. Khuyết điểm nhỏ nhặt. Lý Vân Tiêu cả kinh, nhìn qua Kỳ Thắng Phong đang phiền muộn, dò xét hắn vài lần, nói. Hẳn là trong cơ thể ngươi có tàn hồn vu giật tiên, là cái gọi là khuyết điểm nhỏ nhặt, sinh ra. Trong mắt Kỳ Thắng Phong đại hận, hừ một tiếng, nói. Đây cũng không phải, nhưng nếu không phải có khuyết điểm nhỏ này, cũng không cần vất vả đi cướp lấy thân thể vu giật tiên. Nguyên nhân chính vì thế, chúng ta rất coi trọng chuyện dung hợp cửu dương thần thể của Thần Tiêu Cung, đã từng nhiều lần phái người điều tra. Mà tiền bối bị Cố Thanh Thanh đánh chết năm đó là sư phó vu giật tiên. Lý Vân Tiêu cả kinh há to mồm, ngượng ngùng nói. Còn có chuyện sâu xa như thế. Kỳ Thắng Phong nói. Dù sao sau cuộc chiến phong ma 10 vạn năm trước, trong thiên hạ hiểu về ma chủ nhiều nhất là mạch của chúng ta, có người biết dung hợp thải hồng thạch, làm cho chúng ta rất giật mình. Về sau vu giật tiên muốn dùng tất cả biện pháp đi Thần Tiêu Cung điều tra việc này, cũng phát hiện một ít mánh khóe, dung hợp thải hồng thạch cũng có khuyết điểm nhỏ. Đột nhiên Lý Vân Tiêu chấn động, nói. Khuyết điểm nhỏ gì? Kỳ Thắng Phong nói. Kỳ thật những lời này nói ngược lại. Hẳn là dung hợp thải hồng thạch tồn tại khuyết điểm, mới đưa đến dung hợp thải hồng thạch có sơ hở. Bởi vì vu giật tiên hoàn thiện biện pháp này nên định tham khảo Cố Thanh Thanh. Đột nhiên Lý Vân Tiêu suy nghĩ nhanh, cả kinh nói. Rốt cuộc là khuyết điểm gì, nếu như tại xuất hiện một gã cửu dương thần thể đi dung hợp thải hồng thạch, sẽ có tình huống như thế nào xuất hiện? Kỳ Thắng Phong cười nghiền ngẫm, nói. Ồ, Vân Thiếu hình như rất khẩn trương chuyện này nha. Chúng ta có thể nói chuyện. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát trầm xuống, nội tâm dâng lên lửa giận, nhưng tận lực áp chế, nói. Kỳ Thắng Phong, việc này đối với ta mà nói dị thường trọng yếu, còn hy vọng ngươi nói toàn bộ. Kỳ Thắng Phong khẽ nói. Bổn tọa bắt đầu đã nói với ngươi, không có chỗ nào mà không phải là chuyện trọng yếu, ngươi thật ra khiến ta căm tức một hồi. Dung hợp thải hồng thạch, chính là bí pháp bất truyền của phái ta. Ta há có thể dễ dàng nói ra. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Cố định nâng giá, người muốn cái gì? Trong mắt Kỳ Thắng Phong lóe sáng, nói. Thải hồng thạch cho ta. Lý Vân Tiêu nói. Thải hồng thạch không phải không thể cho ngươi, thứ này tuy kỳ lạ, nhưng đối với ta mà nói cũng không bao nhiêu tác dụng. Nhưng ngươi cho ta tin tức, đáng giá một viên thải hồng thạch không? Kỳ Thắng Phong nói. Vậy phải xem là với ai? Đối với những người khác có lẽ không đáng một đồng, nhưng với người đáng giá một viên thải hồng thạch đấy. Lý Vân Tiêu nói. Người nói trước đi, ta nhìn có đáng giá thải hồng thạch hay không? Ha ha ha. Kỳ Thắng Phong cười ha hả, sau đó sắc mặt trầm xuống, tức giận. Lý Vân Tiêu, người đang giả ngu sao, hay xem ta là kẻ đần? Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, chỉ nhìn thấy bọn họ dường như tranh chấp. Đáng tiếc hoàn toàn không biết bàn cái gì, chỉ có thể rũ đầu chữa thương. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, dường như khó có thể quyết đoán, bảo hắn xuất ra thải hồng thạch như vậy thì hắn không dám, nhưng đang mang tới chuyện Lạc Vân Thường, hắn cũng quản chẳng nhiều như vậy, nhân tiện nói. Tốt, thải hồng thạch có thể cho ngươi, nhưng phải bảo đảm hảo hữu của ta không việc gì. Hắn mang chuyện Lạc Vân Thường nói qua một lần. Kỳ Thắng Phong cau mày nói. Nếu như ta không có suy đoán sai, vô cùng có khả năng là Cố Thanh Thanh bố trí bẫy dập, cũng giống như vu giật tiên lão cẩu kia. Lý Vân Tiêu kinh hãi, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, trực tiếp đứng lên, quát. Vì sao cho phải, nếu như bị Cố Thanh Thanh đoạt xá, còn có thể khôi phục như ban đầu không? Kỳ Thắng Phong nói. Khó mà nói, nhưng càng sớm tìm được nàng càng an toàn, nếu không hắc hắc. Lý Vân Tiêu tâm phiền ý loạn. Rốt cuộc bất chấp cái gì ma chủ, đi đi qua đi lại. Mọi người thấy hắn như vậy, cũng chẳng biết tại sao, cũng không tiện hỏi thăm. Liễu Phỉ Yên nói khẽ. Xảy ra chuyện gì mà gấp như vậy, không giống tính cách của hắn. Ai? Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, nói. Phỉ Yên, những năm gần đây ta đã cải biến không ít, một chút khí phách năm đó không còn. Chữ Khả Vân vẫn không biết thân phận của hắn, nghe hắn nói như vậy. Liễu Phỉ Yên ngạc nhiên, lộ ra vẻ cổ quái. Liễu Phỉ Yên khẽ cười nói. Tuy bộ dáng biến thành ngây thơ, nhưng tính tình lại thành thục, mọi sự không gấp, dục tốc bất đạt. Lý Vân Tiêu nói.
Ngươi nói rất đúng. Hắn quay người lại, nói. Khả Vân đại nhân, ta có việc hỏi. Chữ Khả Vân sững sờ, vô ý thức hỏi. Chuyện gì? Lý Vân Tiêu trong mắt chớp động tinh mang, nói. Lạc Vân Thường kế thừa truyền thừa Cửu Dương thần thể của Cố Thanh Thanh ở nơi nào? Chữ Khả Vân ngây ngốc, không nghĩ là vấn đề này, nàng cau mày nói. Việc này ta biết rõ cũng không nhiều, sợ là chỉ có cung chủ đại nhân biết. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nghĩ tới phải đi gặp Khúc Hồng Nhan, cảm thấy đau đầu. Chữ Khả Vân nói. Lạc Vân Thường tiếp nhận truyền thừa chính là đại sự của Thần Tiêu Cung, nghe nói có nhiều vị trưởng lão đã âm thầm tiến tới hộ pháp, tin tức giữ bí mật càng lợi hại. Ta biết rõ ngươi và Lạc Vân Thường rất có sâu xa, nhưng thời điểm này không thể quấy rầy nàng. Hàn quang trong mắt Lý Vân Tiêu dần ngưng tụ, từng chữ nói. Ta muốn gặp cung chủ các ngươi. Cái gì? Chữ Khả Vân chấn động, không chỉ có nàng, người khác đều kinh hãi, dù sao bọn họ biết thân phận Lý Vân Tiêu. Huyền Hoa sững sờ nói. Ta không có nghe sai chứ. Ngươi muốn gặp Khúc Hồng Nhan. Chữ Khả Vân cau mày nói. Cung chủ đại nhân đang bế quan, sợ rằng sẽ không gặp bất luận kẻ nào. Hơn nữa ta cũng không có quyền lợi nhận lời thay ngươi. Lý Vân Tiêu biết đại phái vạn năm như Thần Tiêu Cung quy củ rất nhiều, thiết lập chuyện này rất phiền toái, nói. Làm thế nào gặp được Khúc Hồng Nhan? Chữ Khả Vân nói. Phải tầng tầng thông báo lên. Nếu không có đủ lý do, bên trên căn bản sẽ không thông báo. Việc này nếu để quân đình đi làm, sẽ đơn giản hơn ta nhiều, nàng dù sao cũng là đệ tử đích truyền của cung chủ đại nhân, có tư cách thông báo trực tiếp. Lý Vân Tiêu hối hận, không có thể mang Hàn quân đình cùng đi. Chữ Khả Vân nhìn ra tâm tư của hắn, lập tức nói. Nếu ngươi muốn gặp tông chủ, có chuyện gì cáo chi với ta, ta cũng dễ truyền đạt cho ngươi. Lý Vân Tiêu thở dài. Ngươi chỉ cần nói cho nàng biết, người trên đỉnh Vĩnh Quyết Tuyết Rơi năm đó đã trở về. Chữ Khả Vân sững sờ, đột nhiên toàn thân run lên, sắc mặt đại biến, kinh liên tiếp lui về phía sau, sợ hãi nói. Ngươi, ngươi, ngươi. Bởi vì quá mức khiếp sợ, hoàn toàn không thể lại nói tiếp. Lý Vân Tiêu nói. Ta đúng là người nọ. Hắn không muốn thừa nhận thân phận của mình trước mặt Thần Tiêu Cung, nhưng thật sự bất đắc dĩ. Hiện tại kéo dài thêm một khắc đối với Lạc Vân Thường mà nói vô cùng nguy hiểm. La Thiên cũng đột nhiên ngất lịm, thất thanh nói. Ngươi, chẳng lẽ ngươi là... Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói. La Thiên, chính là ta. La Thiên ngốc trệ nửa ngày, đột nhiên cười ha hả, nói. Ha ha, lần đầu gặp ngươi ở thành Ma Thiên Cự, liền cảm thấy vô cùng quen thuộc, không thể ngờ là ngươi, ha ha. Lý Vân Tiêu thở dài. Chuyện ta trọng sinh rất dài dòng, nếu không có Lạc Vân Thường lâm vào hiểm cảnh, ta căn bản không muốn đi gặp nàng. Hiểm cảnh. Chữ Khả Vân cả kinh, lập tức nói. Tuy ta không hiểu nhiều, nhưng ta sẽ lập tức đi an bài tất cả. Lý Vân Tiêu nói. Làm phiền chữ Vân đại nhân. Chữ Khả Vân bề bộn đáp lễ nói. Phá quân đại nhân nghiêm trọng, đây là đương nhiên. Nàng thoáng câu nệ, nghĩ đến chính mình trước kia dùng tiểu bối đối đãi người này. Cảm thấy trăm mối ngổn ngang. Chữ Khả Vi cũng là cảm khái nói. Cổ Phi Dương, quả nhiên là ngươi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Chữ Vi đại nhân, nhiều năm không gặp, trước kia không thể quen biết nhau, mong rằng thứ tội. Chữ Khả Vi liên tục khoát tay, nói. Ngươi sao trở nên khách khí như thế? Không giống vẻ phóng đãng không bị trói buộc của ngươi a. Lý Vân Tiêu nói. Trước kia cho rằng thực lực của mình siêu quần. Trong thiên hạ không có chuyện không thể. Những năm gần đây này mới hiểu được chính mình nhỏ yếu thế nào, là phù du trong biển cả, đáng buồn cười. Chữ Khả Vi nói. Cảm nhận được mình nhỏ bé, đây là điểm ngươi cường đại hơn. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Nhớ kỹ đại nhân dạy bảo. Chữ Khả Vi cười khổ lắc đầu nói. Ra rồi, đây sớm là thiên hạ của các ngươi, ngươi còn sống, ta rất vui mừng. Có ngươi thì cứu chữ Nguyệt ta cũng an tâm không ít. Lý Vân Tiêu nói. Nếu có thể giúp, ta sẽ ra sức. Chữ Khả Vân cũng nói. Đúng, nên đi cứu muội muội của ta trước, muốn gặp cung chủ phải tầng tầng thông báo, không có nhanh như vậy, việc này ta bảo quân đình đi làm, có thân phận của ngươi thì không vấn đề. Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi, nói. Tốt, chuyện Lạc Vân Thường xin chữ Vân đại nhân an bài đi. Chuyện Thiên Tư.
chỉ cần chúng ta tìm ra hắn, chúng ta sẽ vây quét, tất nhiên giết không nghi ngờ. Kỳ Thắng Phong cau mày nói. Lý Vân Tiêu, ta cũng không đáp ứng thay ngươi giết Thiên Tư. Ngươi cứu Lạc Vân Thường ra, liền giao thải hồng thạch cho ta. Lý Vân Tiêu nói. Chuyện này tự nhiên, bản thiếu gia cho tới bây giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Hừ. Kỳ Thắng Phong hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lý Vân Tiêu nói. Có Huyền Hoa cùng Phỉ Yên giúp ta, tăng thêm Sa Vưu và Khả Vi đại nhân, giết Thiên Tư rất nắm chắc. Chữ Khả Vân nói. Chúng ta nên tìm nơi đặt chân, ta đi liên hệ quân đình, trong tay nàng có hướng đi của Thiên Tư. Lý Vân Tiêu lại hối hận không có mang Hàn quân đình ra, chỉ phải gật đầu nói. Hy vọng nàng không hận chuyện vừa rồi. Chữ Khả Vân nói. Yên tâm đi, quân đình đứa nhỏ này từ trước đến nay hiểu chuyện, mặc dù có thời điểm phát tính cách này nọ, nhưng cũng phân rõ phải trái. Lý Vân Tiêu nhíu mày, hắn với Hàn quân đình không cho rằng như thế. Nhưng lúc này không tiện nói gì, chỉ nói. Như thế rất tốt. Diệp Phàm sau khi nhận được mệnh lệnh, rất nhanh đã bay thẳng về phía tòa đại thành kia. Mọi người cũng không cần nói nhiều lời nữa, toàn bộ cũng bắt đầu ngồi xuống điều tức bắt đầu. Trên thân mỗi người là một đống thiên tài địa bảo, rót vào trong cơ thể xong, cả khoang thuyền tràn ngập linh lực, vô cùng yên tĩnh. Lý Vân Tiêu thì lóe lên, liền biến mất tại chỗ, trốn vào bên trong giới thần bi. Ánh mắt của hắn ngưng lại, một tay bấm niệm pháp quyết, trên thân thể xuất hiện khí tức màu trắng mênh mông, sau đó quang mang màu trắng tỏa ra từ thân thể. Hư không xuất hiện dị tượng chân long thiên phượng bay múa cửu thiên, tỏa ra khí thế hùng hồn. Sau đó một vầng trăng sáng hiện ra, dị tượng nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ đã hiện ra. Sau khi ma chủ phổ chiếm lấy thân thể của hắn, dùng long nguyên phượng quang trên người, phạt mao tẩy tủy. Không chỉ làm tu vị tăng lên cửu tinh võ đế, hơn nữa thân thể càng tràn ngập lực lượng, thoáng cái đã bước vào cảnh giới tiếp theo. Lực lượng hội tụ tới lục môn, dường như trong lúc nhất thời khó mà mở ra được. Hắn càng không vội, trực tiếp lăng không ngồi xuống, thỏa thích phóng thích lực lượng trong cơ thể, tùy ý bọn cung sôi trào, bắn ra ngàn vạn dị tượng. Cũng không trôi qua bao lâu, thân thể phóng thích lực lượng không sai biệt lắm, lực lượng hội tụ vào lục môn đạt tới đỉnh phong thì suy yếu. Không ngừng sói mòn, cũng không có đột phá. Lý Vân Tiêu nhíu mày trầm tư một hồi, hắn có thể cảm nhận được lục môn buông lỏng, lại dường như thiếu khuyết cơ duyên, cho nên không cách nào vượt qua. Hắn thu hồi lực lượng thân thể, hai tay lâm không bấm niệm pháp quyết. Sau lưng xuất hiện hai đám tinh vân, một màu vàng, tối đen như mực, tất cả chậm rãi hiển hiện, hai chân ma pháp tướng cự linh đứng giữa thiên địa. Từ khi ấn quyết không ngừng biến hóa, hai cự linh từ từ dung hợp vào nhau, dần dần hợp hai làm một, cả cự linh có hai màu lưu chuyển, trên thân thể đen kịt có phù văn màu vàng hiện ra. Trên mặt Lý Vân Tiêu đầy vẻ cổ quái, hai chủng lực lượng xác thực thập phần tương dung, nghe được Kỳ Thắng Phong nói, nguyên bản chính là đồng tông đồng nguyên, chỉ là thiện ác chi niệm làm cho ma nguyên biến dị, lúc này mới đản sinh ra ma nguyên màu vàng. Hắn lại nhớ tới lúc trước trao đổi với Hải Hoàng, ba gia tu luyện chính là Thái Dương Chân Kinh. Là một trong bốn kinh văn tiếp cận ma ha cổ chân quyết nhất trong thiên võ giới. Hắn đột nhiên nghĩ đến, lúc trước ma chủ đế sẽ không bởi vì xem Thái Dương Chân Kinh cho nên làm nhân cách phân liệt, thiện ác chi niệm thủy hỏa bất dung, tất cả có khả năng chính là Thái Dương Chân Kinh làm ma nguyên chi lực dị hóa thành màu vàng. Nếu thật sự là như thế, như vậy hải thần năm đó là người nào? Chẳng lẽ là bản thân ma chủ phổ? Nếu là như thế, ba gia nhất mạch không phải truyền thừa từ phổ. Từ đối thoại của ma chủ phổ với ba long lúc trước, dường như có thể là như vậy. Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi, không bắt được trọng điểm, cũng không đi nghĩ nhiều. Thời cần thiết mọi thứ sẽ hiện ra thôi, giờ phút này hắn có thể cảm thụ được ma nguyên đang sôi trào, trở nên càng cường đại hơn. Tuy ta không thấy Thái Dương Chân Kinh, lại có được huyết mạch chi lực ba gia, xem như truyền thừa thần quyết, tăng thêm đại diễn thần quyết, đại giới thần quyết, bốn đại thần quyết đã có ba. Trong mơ hồ là số trời, sẽ không phải muốn tu thu thập đủ bốn thần quyết đấy chứ. Hắn trầm tư một hồi, cởi bỏ vạt áo trước ngực, thời điểm vận chuyển nguyên lực, ấn ký 12 đạo pháp tắc hư quang hiện ra, nó giống như hình chiếu trận pháp, những văn tự tinh diệu hiện ra, Lý Vân Tiêu mở cẩn thận quan sát, nhưng cảm thấy đau đớn, khó mà thừa nhận. Đây cũng là kết cấu thiên địa quy tắc, giới lực chi tỏa cấu tạo mà thành. Thế giới chi lực quả nhiên không phải đơn giản có thể nắm giữ.
Sau khi thử vài lần, Lý Vân Tiêu biết rõ dùng thực lực mình không cách nào vận dụng 12 đạo pháp tắc dây chuyền hư quang, chỉ có thể buông tha. Nội tâm của hắn khẽ động, trực tiếp thuấn di đến bầu trời. Hắn chưa từng cảm ứng pháp hoa liên thai bắt đầu vận chuyển, tán phát ra từng đạo kim quang bắn ra bốn phương tám hướng. Cánh sen cùng nở rộ cùng lúc, liên ảnh đầy trời, Thủy Tiên đang ngồi ở đó, sắc mặt an tường, thân thể trắng noãn có lưu quang bao phủ. Vào thời khắc này, vô số cánh sen bắt đầu nhúc nhích, hội tụ thành một ma ha cổ tự, lăng không thoáng hiện. Toàn thân Lý Vân Tiêu run lên, cả kinh kêu lên. Thái Dương chân kinh. Trong mắt của hắn đầy vui mừng, vội vàng tập. Nặc Á Chi Chu đang rong ruổi trên cánh đồng bát ngát, mấy ngày sau rốt cuộc đi tới một tòa thành trì. Diệp Phàm thu Nặc Á Chi Chu lại, tất cả mọi người lập tức xuất hiện trên bầu trời. Khí sắc mỗi người tốt đẹp hơn trước, tuy chưa hẳn toàn bộ khôi phục, nhưng ít ra đã khôi phục một nửa. Lý Vân Tiêu đã sớm đi ra khỏi giới thần bi, vẻ mặt suy tư, hắn đã cưỡng ép ghi nhớ Thái Dương chân kinh vào sâu trong đầu, nhưng mà không hiểu quá nhiều, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đột phá, chỉ có thể ghi nhớ mà thôi. Diệp Phàm, một đường vất vả ngươi, đến giới thần bi nghỉ ngươi đi. Lý Vân Tiêu ân cần nói ra. Sắc mặt Diệp Phàm mặc dù có chút trắng bệch, nhưng mà trạng thái tinh thần vô cùng tốt, nói. Chỉ là phi hành đơn giản thôi, cũng không hao phí ta bao nhiêu tâm lực, đối với chuyện tu luyện của bản thân ta mà nói. Trận chiến bên ngoài thành Hồng Nguyệt, ta lý giải về thánh khí đã tăng lên không ít, gần đây vừa vặn có thể bế quan tìm hiểu một phen. Hắn cười cười, hóa thành một đạo quang mang, bị Lý Vân Tiêu thu vào trong mi tâm. Trong mi tâm có bạch sắc quang mang sáng lên, bóng dáng giới thần bi hoảng hốt bất định, chợt lóe lên rồi biến mất. Tất cả mọi người hâm mộ lại ghen ghét, đưa mắt nhìn qua hắn. Huyền Hoa kêu rên nói. Đây là niên đại thánh khí tràn lan, ta lúc nào cũng có thể có một kiện chơi đùa đây. Tràn lan, người tràn lan thánh khí cũng sẽ không tràn lan, từ xưa đến nay có vô số cường giả thần cảnh, nhưng mà chưa bao giờ nghe qua thánh khí vô số. Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái. Huyền Hoa lo lắng nói. Nhưng vì cái gì ta cảm giác mỗi người đều có một kiện. Mấy người còn lại cũng gật đầu, dường như có cùng cảm giác này. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Chàng trai, cố gắng lên, nói không chừng ngày nào đó ngươi sẽ có một kiện đấy. Trong mắt Huyền Hoa sáng ngời, hưng phấn nói. Ngươi không phải đang an ủi ta chứ? Lý Vân Tiêu chừng hắn một cái, khẽ nói. Đương nhiên là an ủi ngươi, chỉ bằng thiên tư và thực lực của ngươi, đời này cũng không có thánh khí. Nhưng mà nói thật ra còn không đả kích chết ngươi. Huyền Hoa tức giận xông lên, quát. Ta muốn giết ngươi à. Luận thiên tư ta cao hơn ngươi, luận tướng mạo ta đẹp chi hơn ngươi, luận mệnh số ta hơn ngươi, vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác có thánh khí mà ta không có. Hai người lập tức đánh nhau ngoài thành, dốc sức liều mạng bóp cổ đối phương, trực tiếp đấm vào mặt. Liễu Phỉ Yên cau mày nói. Đủ rồi, đừng làm rộn. Các ngươi lúc nào đứng đắn một chút được không? Huyền Hoa, cho dù ngươi có thánh khí trong tay, uy lực chưa hẳn là tốt hơn Toái Tinh Cung đâu. Lý Vân Tiêu nói. Đây là lời thật, ta có được giới thần bi đã lâu, cũng không dám nói có thể hoàn toàn khống chế nó. Yêu tộc thường dùng thiên tư cao tuyệt và tu vị cao cao cũng phải trong vài vạn năm không ngừng đưa hồn lực vào mới triệt để luyện hóa hồn thiên nghi. Không có nghị lực, thiên phú, cơ duyên. Mặc dù có được thánh khí, cũng là họa không phải phúc. Hắn nói lời này đã dập tắt đố kỵ trong lòng của mọi, tâm tính bình thản lại. Chữ Khả Vi nói, thành Vĩnh Tương mặc dù không phải thành chủ đông vực, nhưng cũng là một trong các đại thành, truyền tống trận cơ bao phủ hơn phân nửa chủ thành và các tiểu thành, nghỉ ngơi ở nơi này sau đó cũng tra các tin tức thiên tư. Chữ Khả Vân nói, thiên tư lúc trước làm ầm ĩ rất lớn, giết không ít chấp pháp sứ của thánh vực. Tin tức này bắt đầu bị càng ngày càng nhiều người biết rõ, hành tung có lẽ rất dễ dàng tra ra. Ở phân bộ Tinh Nguyệt Trai, ta bảo Quân Đình tra xét tin tức, bảo nàng lập tức bắt tay tra chuyện này. Đoàn người tiến thẳng vào trong thành, Lý Vân Tiêu, Huyền Hoa, Liễu Phỉ Yên, Khâu Mục Kiệt, La Thiên, Sư Đồ Kỳ Thắng Phong, cha con chữ Khả Vi, thành Hồng Nguyệt Tam Lão, tổng cộng 12 người. Sa Vưu sau khi đạt được thiên địa vô pháp kiếm liền ẩn vào giới thần bi tu luyện. Không quan tâm tới chuyện của Lý Vân Tiêu. Phi Nghê đạt được Long Nguyên, diễn biến ra dị tượng rồng bay phượng múa, cũng trực tiếp đi bế quan.
Mọi người thu liếm khí tức, trên người không có chút nguyên lực chấn động nào cả, cũng giống như thương nhân bình thường, trực tiếp đi vào trong thành. Sau lưng có âm thanh thủ vệ đang đánh giá, tuy nhỏ bé nhưng khó thoát khỏi thính lực của mọi người. Ta nói nhân ca, vừa rồi vì sao lôi kéo ta, nhiều người đi vào như thế mà không thu tiền, tổn thất biết bao nhiêu nha. Lấy tiền, coi chừng mạng nhỏ không còn, người biết muốn sống sót, trọng yếu nhất là cái gì? Là ánh mắt. Chẳng lẽ những người này đại nhân vật nào, không thể nào. Ta có thể cảm thụ được, trên người bọn họ tuyệt không có bất kỳ nguyên lực chấn động nào cả, tuyệt đối là người bình thường không thể nghi ngờ. Hắc hắc, người bình thường. Trên người bọn họ không có bất kỳ nguyên lực chấn động nào, mà bên người không có bất kỳ chiến hạm vận tải cùng xe vận chuyển đi theo, bọn họ làm sao tới bên ngoài thành Vĩnh Tương. Ách, nhân ca nói như vậy có đạo lý, chẳng lẽ bọn họ là cố ý áp chế khí tức? Không thể nào đâu, ta và ngươi đều có tu vị ngũ hành cảnh võ vương, có thể giấu giếm được tai mắt của ta và ngươi, ta không quá tin tưởng. Hừ, ngươi nha, vẫn tuổi còn rất trẻ, đừng tưởng rằng võ vương thì khó lường, không như vậy làm sao phái ngươi tới đây thủ vệ. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt cổ quái, không khỏi quay đầu nhìn qua hai thủ vệ vài lần, chữ Khả Vi cười nói. Tên thủ vệ này coi như không tệ, nhãn lực vô cùng tốt. Tương lai có cơ hội bảo há đi tới thành Hồng Nguyệt. Lý Vân Tiêu hơi cảm khái, phân bố linh khí của Thiên Vũ Đại Lục cực kỳ không hài hòa, Bắc vực cầm đầu, kế là hai vực khác, Nam vực giống như bị tách rời ra, giống như một thế giới khác nhau. Một gã võ giả tu hành ngũ hành cảnh võ vương tại bất cứ quốc gia nào của Nam vực đều được vạn người kính ngưỡng, mà ở ba vực khác chỉ là tiểu binh giữ thành. Nhưng đối với bất cứ võ giả cầu tiến nào cũng không ai nguyện ý dừng chân tại Nam vực. Đột nhiên hắn nhớ tới, nếu như bí thuật của Kỳ Thắng Phong là đúng, như vậy ma chủ Phổ hẳn là bị trấn áp tại Nam vực Thiên Thủy Quốc, có lẽ linh khí biến động cực lớn là liên quan tới ma chủ Phổ. Nghĩ đến chuyện này thì hắn hoảng sợ, cần dẫn động cả thiên địa linh khí phong ấn, vậy phải mạnh bao nhiêu? Đột nhiên chữ Khả Vân cảm thấy chua xót, nói. Phụ thân cả đời hao tâm vì thành Hồng Nguyệt. Chữ Khả Vi lắc đầu nói. Lời ấy sai rồi. Thành Hồng Nguyệt suy bại cũng bắt đầu từ trong tay của ta, tự trách áy náy thật sâu, khó có thể đối mặt mọi người. Hiện tại chỉ làm tất cả chuyện cần làm mà thôi. Thành chủ đại nhân, ba lão đều bi ai và cảm khái, những cường giả còn lại biến sắc, mắt thấy siêu cấp thế lực sụp đổ, trong lòng mỗi người đều có cảm xúc không giống. Lý Vân Tiêu nói, chữ vì đại nhân không cần tự trách, đúng như ngươi nói lúc trước, trong thiên hạ không có siêu cấp thế lực vĩnh viễn. Chỉ có tận nhân sự mà làm. Lý Vân Tiêu ta chắc chắn sẽ tận khả năng của mình giúp đỡ thành Hồng Nguyệt, còn có chữ Nguyệt, Nhược Băng và các vị. Chữ Khả Vi cười nói. Có Phá Quân Võ Đế nói lời này ta yên tâm rồi. Chữ Khả Vân cũng nói khẽ. Cảm ơn ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Không cần, đây là ta thiếu nợ các ngươi. Hắn vẻ mặt điều hưu, dường như tâm tư bị xúc động, sắc mặt của hắn trầm thấp. Huyền Hoa nói, đều là vì Thanh Vương bát đản kia làm chuyện tốt, hiện tại dù sao không có tin tức thiên tư, không bằng chúng ta đi trước thánh vực làm thịt hắn. Liễu Phỉ Yên cau mày nói, đi, nhiệm vụ này giao cho ngươi, mau đi đi. Nhớ rõ mang đầu Vi Thanh tới gặp chúng ta, không thấy đầu người, ngươi đừng có trở về. Huyền Hoa ngượng ngùng cười cười, nói, ta cũng chỉ nói mà thôi. Tất cả mọi người im lặng. Thiệt thòi hắn là phong hào võ đế, thật không ngờ vô căn cứ như vậy. Lý Vân Tiêu nói. Đi Tinh Nguyệt Trai nghe ngóng tin tức mới nhất đi. Tinh Nguyệt Trai quật khởi trong thời gian ngắn, thoáng cái nhảy vào một trong bảy đại thương hội, tuy hậu trường và tài nguyên cực lớn, nhưng dù sao căn cơ không đủ, hơn nữa làm nghiệp vụ giới hạn trong Bắc vực. Trong thành Vĩnh Tương có phân bộ Tinh Nguyệt Trai, nhưng lại thập phần đơn sơ, hơn nữa nhân khẩu rất thưa thớt, so ra còn kém cả thương hội bán lẻ. Chữ Khả Vân nhíu mày, vừa vào cửa đã bị người phụ trách kêu ra, nàng ném ra một khối ngọc bài. Tên phụ trách kia tuổi không lớn, 30 có hơn, chỉ là dáng người ngắn nhỏ, bộ dáng thập phần khôn khéo, vừa thấy lệnh bài thì kinh hãi, hai tay run rẩy đưa lệnh bài trở về, rung giọng nói. Thì ra là đại nhân cấp trên, tại hạ kế chính đức, không có từ xa tiếp đón, mong đại nhân thứ tội. Hắn vội vàng mời cả đám đi vào. Các loại hương quả rượu ngon bảo người nhanh chóng mang lên. Kế chính đức lau mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận hỏi. Vì sao đại nhân tới đây không thông báo trước,
cũng để tại hạ chuẩn bị một phen, những linh tương linh quả này xem như vật thượng đẳng, không biết có hợp với các vị hay không. Mọi người làm gì quan tâm tới trà bánh này, đều ngồi ở chỗ kia, cũng lười nhìn một chút. Chữ Khả Vân nói, ta không phải đến thị sát, chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, có chuyện quan trọng cần ngươi xử lý. Kế Chính Đức vội hỏi, đại nhân cứ việc phân phó, chỉ sợ tại hạ năng lực có hạn. Hắn không biết những người trước mắt này là ai, nhưng lệnh bài vừa rồi đúng là tân bài cao quý nhất của Tinh Nguyệt trai, không dám có chút lười biếng. Chữ Khả Vân nói, gần đây ngươi có nghe tin tức của Thành Hồng Nguyệt hay không? Thành Hồng Nguyệt, Kế Chính Đức sững sờ, sau đó cung kính nói ra. Xác thực nghe nói một ít, nhưng mà rất mơ hồ. Nghe nói Thành Hồng Nguyệt gặp đại biến, trong đại hôn đường tâm công tử đột nhiên xuất hiện một đám cường giả lai lịch không rõ, làm hôn lễ rối loạn, hơn nữa những người này thực lực rất mạnh, hiện tại Thành Hồng Nguyệt có lâm vào hỗn loạn. Sắc mặt Chữ Khả Vân giận dữ, quát. Chuyện phiếm, tin tức này hoàn toàn là tiết mục đầu ngõ cuối hẻm truyền ra, chẳng lẽ trong tay ngươi không có chút tin tức thật sự hay sao? Kế Chính Đức thấy nàng tức giận, đã giật mình, vội vàng nói. Đại nhân bất giận, việc này ta cũng không quá nhiều chú ý, bảo người đi nghe ngóng một chút mới được. Chữ Khả Vân tức giận. Nhanh đi, còn nữa, nghĩ tất cả biện pháp liên hệ với đại trưởng quỹ Hàn Quân Tử. Hàn Quân Tử đại trưởng quỹ. Kế Chính Đức chấn động, lập tức càng xem trọng thân phận của những người này hơn một phần, vội vàng nói. Vâng, ta đi ngay. Hắn lui ra sau, Chữ Khả Vân ngượng ngùng nói. Để chư vị chê cười. La Thiên nói, Tinh Nguyệt trai vừa thành lập không lâu, dù sao không cách nào bằng các thế lực uy tín lâu năm, phóng ra khắp thiên hạ. Nhưng trong thời gian thật ngắn có thành tựu như vậy, đã làm người ta nghe mà kinh sợ, Thần Tiêu Cung không hổ là đại phái vạn năm, tăng thêm năng lực của Khúc Cung chủ thật đáng sợ. Chữ Khả Vân lúc này sắc mặt tốt hơn một chút, nói. La Thiên đại sư quá khen, Tinh Nguyệt trai tạm thời vẫn là tên tuổi độc lập, tin tức Thần Tiêu Cung xuất sơn chưa truyền đi. Liễu Phỉ Yên nói, ban đầu ta còn ngạc nhiên vì sao Tinh Nguyệt trai quật khởi, về sau mới tra được là Thần Tiêu Cung ở sau lưng ủng hộ. Gặp loạn thế này, Thần Tiêu Cung có thể xuất sơn, có tác dụng to lớn với sự ổn định của thiên hạ, chúng ta đều rất chờ mong. Chữ Khả Vân khẽ gật đầu, lại lườm qua Lý Vân Tiêu, thầm nghĩ chuyện đau đầu này chắc liên quan tới hắn, mà không rõ Khúc Hồng Nhan biết hắn chưa chết sẽ có bộ dáng gì. Tuy nàng không hy vọng Lý Vân Tiêu chết, nhưng hiện tại xem ra, còn không bằng chết năm đó cho rồi. Kế Chính Đức trở về rất nhanh, báo cáo nói. Ta đã liên hệ rồi, tin tưởng rất nhanh có thể liên lạc với Hàn Quân Tử đại trưởng quỹ. Về phần chuyện Thành Hồng Nguyệt gần đây, ta cũng tìm Tiêu Tức Thông, đại nhân có thể hỏi hắn. Chữ Khả Vân cực độ không vui, nói. Tinh Nguyệt trai chúng ta sinh ý rất lớn là buôn bán tin tức, hiện tại rõ ràng đi mua tin tức của người ta, truyền đi chẳng phải chê cười chết người. Kế Chính Đức khổ sở nói. Đại nhân có chỗ không biết, Tinh Nguyệt trai tại thành Vĩnh Thương vừa mới mở không lâu, nhân lực vật lực còn chưa phân phối tới, hiện tại có thể nói là cái xác rỗng, rất khó làm chuyện gì, hẳn là danh khí thật lớn, càng khó đứng vững gót chân. Chữ Khả Vân nhíu mày, không hiểu những chuyện kinh doanh này, nhưng nghe nói như vậy, cảm giác đúng là khó khăn, nhân tiện nói. Được rồi, người bảo kẻ đó đi qua đi. Một lão đầu mắt nhỏ híp mắt đi tới. Nhìn qua là người phố phường phổ thông, hắn vừa thấy đám người thì nhìn không được toàn thân run lên, thiếu chút nữa quỳ xuống. Tuy mỗi người nguyên lực nội liếm, cũng không có toát ra uy hiếp, nhưng mà đều là kẻ phong vân một cõi, cho nên lão đầu vừa tới vô cùng run sợ. Chữ Khả Vân nói, ngươi là được tin tức thông. Tiêu Tức Thông nói, đúng là tiểu nhân, cả thành Vĩnh Tương này các con đường tin tức không ai linh thông bằng ta. Chữ Khả Vân nói, tốt. Ta hỏi ngươi, chuyện Thành Hồng Nguyệt mấy ngày trước, ngươi biết bao nhiêu? Tin Tức Thông muốn một hồi, nói. Mấy ngày trước Thành Hồng Nguyệt vì chuyện Đường gia công tử Đường Tâm tổ chức hôn lễ, cưới vợ Khương gia nhị tiểu thư Khương Nhược Băng, nửa đường giết ra Lý Vân Tiêu làm rối, làm cho cả Thành Hồng Nguyệt lâm vào hỗn loạn. Nghe nói, đây chỉ là nghe nói, chưa hẳn chuẩn xác. Hắn có phần lo lắng nói ra. Nghe nói trừ trong Thành Hồng Nguyệt ra, còn có rất nhiều cao thủ đến Thành Hồng Nguyệt tham dự trận chiến thảm khốc kia, không thiếu cường giả thánh vực cùng hóa thần hải và vương tọa võ đế đằng quang cũng xuất hiện ở đây, không ít người đòn rằng còn xuất hiện các phong hào võ đế khác,
cũng không biết thật giả. Chữ Khả Vân gật gật đầu, thầm nghĩ tin tức của Tiêu Tức Thông này vẫn đáng tin cậy, liền hỏi. Hiện tại thành Hồng Nguyệt thế cục như thế nào? Tiêu Tức Thông nói. Trận đại loạn này, thế lực khắp nơi vì tranh đoạt lợi ích của mình mà đánh đập tàn nhẫn, thật có thể nói là thiên băng địa liệt. Tục truyền ra tin tức phụ tử Đường Khánh ba người vẫn lạc trong đại chiến, thế lực Đường gia triệt để sụp đổ. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện mọi người sắc mặt không có biến hóa, lúc này mới thở ra một hơi, tiếp tục nói. Hiện tại thành Hồng Nguyệt đã bị thánh vực tiếp quản, nhảy ra hai gã thành chủ. Hai gã? Chữ Khả Vi nhướng mày, nói. Có biết là người phương nào? Thân thể Tiêu Tức Thông chấn động, có chút muốn nói lại thôi. Chữ Khả Vi nói. Biết rõ cái gì, cứ nói đừng ngại. Tiêu Tức Thông nói. Đây chỉ là tin tức mới truyền ra, bởi vì chuyện này mới có từ sáng nay, cũng không biết có chuẩn xác hay không. Hai người đều là cực kỳ ít trẻ tuổi tuấn tài vừa xuất hiện, một người trong đó gọi là La Thanh Vân, xem như một nhân vật, còn có một vị phó thành chủ nhưng chưa từng nghe qua, nhưng cũng có chút địa vị, gọi là Lý Dật. Cái gì? Lý Vân Tiêu thiếu chút nữa sặc chết, cả kinh nói. Lý Dật, ta không có nghe sai. Những người còn lại nhíu mày, trước khi đi thành Hồng Nguyệt thì chưa ai nghe cái tên này, thẳng đến khi Thương rút mẫu khí của hắn, bị hắn tính toán ngược, hơn nữa nuốt mất một mảnh vỡ đạo quả, mọi người mới biết được người này có thể là số một thiên võ giới, không thể ngờ bị Vi Thanh phái đi nằm vùng. Tiêu Tức Thông cười hắc hắc vài tiếng, nói. Đúng vậy, đúng là Lý Dật, chư vị đại nhân chưa từng nghe qua cũng rất bình thường, nhưng mà Lý Dật nhưng cũng có chút địa vị. Nhưng mà DNA tiếng bị che giấu mà thôi. Lý Vân Tiêu cau mày nói. À, nói xem. Tiêu Tức Thông nói. Lý Dật này và Lý Vân Tiêu đều xuất thân từ Nam vực Thiên Thủy Quốc. Theo tin tức tin cậy nói, bọn họ còn là người một nhà. Lý Dật thực lực gần đây cũng không tệ, nhưng mà ánh mắt thế nhân đều đặt lên người Lý Vân Tiêu mà thôi. Người một nhà. Mọi người đa mắt cổ quái nhìn qua, nhao nhao nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trên trán đổ mồ hôi lạnh, vấn đề này không tốt giải thích. Lý Dật tuy là gian tế địch quốc phái tới, nhưng ở Thiên Thủy Quốc thân phận thật là ngoại thích Lý gia, còn khống chế Lý gia một thời gian ngắn, nói là người một nhà của hắn còn chưa đủ. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi, ngượng ngùng nói. Tình huống trong đó hết sức phức tạp, tóm lại không có quan hệ huyết thống với hắn. Tiêu Tức Thông sững sờ một chút, cổ quái nói. Đại nhân, chuyện này ngươi làm sao biết? Lý Vân Tiêu phất phất tay, nói. Nói tiếp chuyện của ngươi, đừng hỏi ta. Tiêu Tức Thông lúc này mới nói. Tuy Lý Dật không hiển sơn lộ thủy, nhưng một thân thực lực cũng cực kỳ cường hãn, nghe nói lần này biến cố ở thành Hồng Nguyệt có yêu tộc đại năng xuất hiện, trắng trợn đồ sát tộc ta, cũng chính Lý Dật đại nhân ra tay, đả bại một đám cường giả yêu tộc, lúc này mới thay đổi cả cục diện thành Hồng Nguyệt. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, một tên ác nhân như vậy biến thành anh hùng. Có lẽ là Vi Thanh cố ý truyền ra tin tức, chế tạo uy vọng và hình tượng cho Lý Dật, cũng thuận lợi đẩy hắn lên làm phó thành chủ thành Hồng Nguyệt. Lý Vân Tiêu gõ gõ cái trán, nói. Vi Thanh cho Lý Dật làm phó thành chủ, hơn phân nửa là kiềm chế La Thanh Vân, miễn cho hắn một người độc đại không tốt khống chế. Tuy nghe đồn là chuyện phiếm, nhưng Lý Dật trong trận chiến này có ý nghĩa trọng đại. Mọi người cũng khẽ gật đầu, nếu không có hắn ngăn cản Thương. Sợ rằng cả thiên hạ có một gã yêu tộc thần cảnh, khi đó nguy hại to lớn khó nói nên lời. Nói ra công lao của Lý Dật rất lớn. Chữ Khả Vân nói. Ngươi nói tiếp, còn có tin tức gì hay không? Tiêu Tức Thông nói. Về thành Hồng Nguyệt trên cơ bản không có. Ai, thành Hồng Nguyệt cũng biến đổi bất ngờ, thời buổi rối loạn a, vốn đánh tan hải tộc, cho rằng có thể an ổn, ai biết lại có chuyện lớn này, Đường đại lão gia tử cũng góp cả nhà vào. Cũng chẳng biết lúc nào mới có thể an định lại. Lý Vân Tiêu nói. Thánh vực cùng Hóa Thần Hải có động tĩnh gì hay không? Tiêu Tức Thông nói. Hóa Thần Hải không biết, nhưng Thánh vực xác thực có động tác lớn, chư vị cũng biết chuyện Nguyệt Đồng hay không? Trong lòng mọi người chấn động, trong mắt bắn hàn quang. Lý Vân Tiêu nói. Nguyệt Đồng như thế nào? Hắn thuận miệng hỏi, lại không thể tưởng ngờ là hỏi mấu chốt. Tiêu Tức Thông bị bộ dáng mọi người làm chấn động, một hồi mới hồi phục tinh thần lại, thầm nghĩ những người này là nhân vật nào, vì sao biểu lộ vừa biến hóa làm người ta kinh tâm động phách. Hắn nơm nớp lo sợ nói ra. Đoạn thời gian trước tương truyền Nguyệt Đồng phụ lên người một cường giả,
làm ác bốn phía, thánh vực đã phái cường giả tiến đến vây quét. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Thánh vực phái người vây quét Nguyệt Đồng, người cũng biết phái người phương nào, Nguyệt Đồng ở đâu không? Tiêu Tức Thông lắc đầu nói. Cái này liền không biết. Lý Vân Tiêu lại hỏi mấy vấn đề, trên cơ bản không có đáp án, lúc này cho Tiêu Tức Thông rời đi. Sau đó mọi người lâm vào trong trầm tư, chữ Khả Vân vui vẻ nói. Nếu như có thánh vực ra tay đối phó Nguyệt Đồng, chúng ta có thể bớt việc. Huyền Hoa nhìn Lý Vân Tiêu nói. Ngươi thấy thế nào? Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Thánh vực đối phó Thiên Tư có hiểu vấn đề lớn, một là xem thánh vực hiểu Thiên Tư bao nhiêu, có thể nuốt trôi không? Hai là có ảnh hưởng tới Nguyệt Đồng hay không? Chữ Khả Vân cả kinh, nói. Điểm ấy ta không nghĩ tới, nếu như thánh vực không để ý mà giết Thiên Tư, muội muội ta nguy hiểm. Lý Vân Tiêu nói. Phải mau chóng tìm được Thiên Tư. Hắn lờ lấy miếng ngọc bội ra, xem vài lần, tràn đầy phiền muộn. La Thiên nói. Đã như vậy, chúng ta nên phát động tất cả lực lượng, không nên cực hạn tại Tinh Nguyệt Trai, các thế lực thương minh trong thành Vĩnh Tương, thuật tháp thế lực đều có lẽ điều động thôi. Huyền Hoa nói. La Thiên nói đúng, thương minh do ta đi một chuyến, thuật luyện sư công hội ngươi đi, phát động tất cả lực lượng tìm kiếm vị trí Thiên Tư, có manh mối thì cùng đi. Tốt. Mọi người đã thương định xong, chỉ có Kỳ Thắng Phong cùng Khâu Mục Kiệt vẫn thờ ơ, không quan tâm tới. Chữ Khả Vân nói. Kế Chính Đức, người phái mấy người dẫn đường cho mấy vị đại nhân. Trong nội tâm Kế Chính Đức thầm giật mình, chỉ cảm thấy những người này càng ngày càng thần bí, cuống quýt nói. Kỳ thật mọi người không cần tách ra làm việc, hiện tại quyền quý toàn thành đang tập trung ở Phủ Thành Chủ, bởi vì có một vị thiên đại khách quý đang ở Phủ Thành Chủ, tất cả mọi người đi tiếp khách. Thiên đại khách quý. Tất cả mọi người sững sờ. Kế Chính Đức nói. Đúng là kẻ khởi xướng chuyện thành Hồng Nguyệt huyên náo xôn xao, danh chấn thiên hạ, nhân tài mới xuất hiện Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu. Mọi người. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi nói ai đang ở Phủ Thành Chủ. Kế Chính Đức cung kính nói. Chính là Lý Vân Tiêu đại nhân. Chữ Khả Vân nói. Nói rõ chi tiết đi, là xảy ra chuyện gì? Kế Chính Đức vội hỏi. Vị Lý Vân Tiêu đại nhân đến thành Vĩnh Tương vài ngày, đợi cưới hai nữ nhi của thành chủ. Nghe nói sau chuyện thành Hồng Nguyệt, Lý Vân Tiêu đại nhân trong lúc vô tình đi ngang qua thành Vĩnh Tương, đúng lúc trên đường nhìn thấy hai vị thiên kim của thành chủ, sinh lòng ái mộ, cho nên đặt xính lễ cưới. Lý Vân Tiêu. Ha ha. Huyền Hoa nhịn không được ôm bụng cười cười ha hả, nước mắt chảy ra, nói. Chẳng lẽ người Phủ Thành Chủ cũng không xác nhận xuống, cứ như vậy tin tưởng. Kế Chính Đức giật mình một chút, nói. Như thế nào, chẳng lẽ có vấn đề sao? Đương nhiên là xác nhận qua, nếu không thành chủ đại nhân sao có thể một lần gả hai con gái cho hắn chứ? Lý Vân Tiêu lau mồ hôi, nói. Xác nhận như thế nào? Kế Chính Đức nói. Tình huống cụ thể ta không có rõ ràng lắm, nhưng nghe nói thành Hồng Nguyệt công chúa Khương Nhược Băng đang ở bên cạnh hắn. Hơn nữa đồng ý hắn nạp hai vị thiếp nữ. Lý Vân Tiêu há to mồm, mặt toát mồ hôi nói. Cho dù Khương Nhược Băng ở bên người, Lý Vân Tiêu cưới vợ nạp thiếp có liên quan gì tới nàng? Kế Chính Đức sững sờ, cười hắc hắc nói. Đại nhân, đương nhiên là có quan hệ. Lý Vân Tiêu yêu Khương Nhược Băng quá sâu, đã tới mức không để ý chuyện khác, nếu không ngươi cho rằng hắn sẽ mạo hiểm chọc ra chuyện lớn ở thành Hồng Nguyệt như vậy, hiện tại ngay cả cha con Đường Gia đã chết. Hắn cũng ôm mỹ nhân rồi. Ha 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 ha. Huyền Hoa không ngừng cười ha hả. Những người còn lại mỉm cười, bộ dáng hiểu ý. Lý Vân Tiêu lau lau đổ mồ hôi, nói. Đã yêu sâu như vậy, vì sao phải nạp thiếp? Hắc hắc. Kế Chính Đức thần thần bí bí cười nói. Nam nhân mà, tất cả mọi người hiểu mà. Ha ha, hiểu, hiểu, chúng ta đều hiểu. Huyền Hoa cười ha hả. Vỗ vỗ vai Lý Vân Tiêu, nói. Đi, cùng đi xem Lý Vân Tiêu danh chấn thiên hạ nạp thiếp. Kế Chính Đức nhanh chóng chuẩn bị xuất phát, Lý Vân Tiêu vẻ mặt phiền muộn. Kỳ Thắng Phong đứng dậy, mở miệng nói. Làm chuyện phiền chán, ta liền không đùa nghịch với các ngươi, như vậy từ biệt. Lý Vân Tiêu, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng. Sắc mặt Huyền Hoa trầm xuống, trực tiếp ngăn trước người hắn, nói. Muốn đi. Sợ không phải do ngươi rồi. Kỳ Thắng Phong cười nhạo nói. Ta muốn đi,
các ngươi ai ngăn được, tiểu tử, chớ ở trước mặt ta đùa nghịch, ngươi trong lòng mình hiểu rõ, các ngươi tối đa chỉ lưu được bạc vũ kình, nhưng mà cũng phải trả giá thật nhiều. Liễu Phỉ Yên ung dung nói, kỳ đại nhân có chuyện gì gấp như vậy, chuyện thú vị như thế chẳng lẽ không muốn đi sao? Kỳ Thắng Phong cười nhạo nói, thú vị, bổn tọa vì sao cảm thấy thú vị, chỉ là sắc quỷ giả mạo Lý Vân Tiêu đi lừa gạt pháo mà thôi. Phun, kỳ đại nhân nói thật khó nghe. Liễu Phỉ Yên trên mặt ửng đỏ, đầy giận dỗi. Ha ha, sâu sắc. Huyền Hoa cười nói, nhưng mặc dù không nhìn lừa gạt pháo, cũng đi không được. Nếu cảm thấy không thú vị, liền theo ta trở lại Hóa Thần Hải đi. Kỳ Thắng Phong lạnh giọng nói, tiểu tử, muốn dẫn ta đi, bảo Lỗ Thông Tử tự mình tới còn không kém bao nhiêu. Khí thế trên người hắn tỏa ra, cả đại sảnh đát rung núi chuyển, gách ngói vỡ ra, dường như tùy thời sẽ tan vỡ. Sắc mặt Huyền Hoa lạnh như băng, hiện ra vẻ mỉa mai. Đột nhiên Liễu Phỉ Yên nói, đều dừng tay. Huyền Hoa nhướng mày, nhưng vẫn thu liếm, không có ra tay. Kỳ Thắng Phong thu khí thế lại, nói, cô gái nhỏ, người muốn nói cái gì? Liễu Phỉ Yên nói, kỳ đại nhân đi cũng được, nhưng ít ra cũng lưu cho chúng ta chút gì đó chứ, như vậy để chúng ta đi Hóa Thần Hải báo cáo kết quả công tác. Lưu cái gì, người nghĩ muốn cái gì? Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói, hẳn là một cánh tay hay chân của ta chẳng hạn. Liễu Phỉ Yên cười nói, tự nhiên không dám, ta chỉ muốn một câu của kỳ đại nhân, một hứa hẹn, đại nhân chọn thời gian cho mình đến Hóa Thần Hải. Tất cả mọi người nhướng mày, dùng thân phận của Kỳ Thắng Phong đi Hóa Thần Hải, đây không phải tự mình đưa tới cửa sau. Kỳ Thắng Phong lạnh giọng nói, cái này, lời này ngươi cũng dám nói. Liễu Phỉ Yên cười nói, Kỳ Thắng Phong đại nhân có ý tái nhập thiên hạ, sớm muộn cũng phải tới Hóa Thần Hải, nghĩa phụ chỉ muốn gặp gỡ đại nhân mà thôi, chẳng lẽ đại nhân chút dũng khí này cũng không có sao? Tốt cho phép khích tướng, bổn tọa không bị ngươi kích. Nhưng hứa hẹn có thể cho ngươi. Kỳ Thắng Phong trầm ngâm nói. Nửa năm sau ta sẽ đích thân tới Hóa Thần Hải, tìm Lỗ Thông Tử tìm tất cả của ta. Nửa năm. Huyền Hoa tức giận. Ai có thể chờ ngươi nửa năm, nửa tháng không sai biệt lắm. Liễu Phỉ Yên nói. Tốt, vậy dùng nửa năm đi. Ta sẽ chuyển cáo chuyện này cho nghĩa phụ, nửa năm sau Hóa Thần Hải, chờ đại nhân đại giá quan lâm. Huyền Hoa cả kinh nói. Phỉ Yên, việc này quá mức trọng đại, không thể dễ dàng làm chủ. Liễu Phỉ Yên cười nói. Ta cũng không dễ dàng làm chủ, ta đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Nếu như Hóa Thần Hải còn không chờ được kỳ đại nhân nửa năm, hiện tại mang kỳ đại nhân trở về thì có thể làm gì? Huống hồ nghĩa phụ sở cầu là bàn việc, cũng không phải là xung đột vũ trang. Ha ha, cô gái nhỏ có ý tứ, có phách lực. Kỳ Thắng Phong khen. Lỗ Thông Tử có nghĩa nữ như ngươi, xem như phúc khí của hắn. Hắn xoay người nói. Bạc Phú Kình, chúng ta đi thôi. Bạc Phú Kình vội vàng theo sát phía sau. Sắc mặt Huyền Hoa âm trầm bất định, dường như rất không đồng ý quyết định của Liễu Phỉ Yên, nhưng cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Kỳ Thắng Phong, cũng không ngăn cản. Kỳ Thắng Phong đưa mắt nhìn qua La Thiên, tay giơ lên, lăng không đánh ra một đạo ấn quyết. Phanh! Đạo ấn ký kia bay vào trong cơ thể La Thiên, trên người của hắn sinh ra hào quang, kêu rên một tiếng, khóe miệng chảy máu tươi. Ánh mắt La Thiên lộ ra vẻ vui mừng, vội nói. Đa tạ kỳ đại nhân. Kỳ Thắng Phong hừ một tiếng, không quan tâm mọi người, nghênh ngang rời đi, ung dung nói. Lý Vân Tiêu, ta chờ tin tức của ngươi. Xíu. Một đạo quang mang bay tới, rơi vào trong tay Lý Vân Tiêu, đó là khối ngọc bài đưa tin. Nhìn qua Kỳ Thắng Phong cùng Bạc Vũ Kình rời đi, Lý Vân Tiêu cảm khái nói. Kỳ Thắng Phong cũng là một nhân vật. La Thiên cũng cảm khái, thở dài. Chỉ là, đáng tiếc a. Hắn lắc đầu liên tục. Chữ Khả Vi nói. Vừa biết rõ thân phận của hắn, ta thật sự giật mình, vốn ta cho rằng mình đủ già, không thể ngờ còn có già hơn. Hắc hắc, thiên đại có biến, yêu nghiệt hoành hành. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ. Mình trong giới thần bi còn có đồ cổ 20 vạn năm đấy, so già, ai già hơn bọn họ. Rất nhanh, kế chính đức đã chuẩn bị xong chiến hạm. Thành Vĩnh Tương mặc dù không phải chủ thành Đông Vực, nhưng cũng là đại thành, không cần chiến hạm,
người bình thường đi vài ngày chưa hẳn tới phủ thành chủ. Hắn cũng phát hiện đột nhiên thiếu đi hai người, nhưng cũng không có hỏi cái gì, những đại nhân trước mặt không phải phàm tục, căn bản không phải hắn có tư cách leo lên. Lý Vân Tiêu nói, chúng ta không muốn phức tạp, giả trang thành hạ nhân tinh nguyệt trai là được rồi. Chuyện này sao được? Kế Chính Đức đã giật mình. Chữ Khả Vân nói, không sao, chúng ta chỉ muốn đi xem kẻ giả mạo Lý Vân Tiêu, hơn nữa phát động lực lượng các nơi tìm kiếm Nguyệt Đồng. Kế Chính Đức kinh ngạc nói, vì sao đại nhân có thể khẳng định Lý Vân Tiêu là giả mạo? Chữ Khả Vân khua tay nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết rõ. Tuy trong lòng Kế Chính Đức tràn đầy nghi vấn, nhưng không dám hỏi nhiều. Chiến hạm nhanh chóng bay tới phủ thành chủ, một đám hào quang kết giới bảo vệ nơi này, không có tiếp tục tiến lên phía trước. Một gã võ giả lăng không bấm niệm pháp quyết, thu chiến hạm lại. Mọi người bay xuống, dùng Kế Chính Đức cầm đầu, đi vào phủ thành chủ. Thì ra là Kế trưởng quầy, mau mau, mời vào trong. Trong phủ thành chủ vui tươi hớn hở răng đèn kết hoa, người đến người đi như nước chảy. Trước cửa phủ có quà tặng chất thành đống, cũng là một loại cố ý khoe khoang, có võ giả cường đại bảo vệ bốn phía. Một lão giả áo bào đỏ nhìn qua Kế Chính Đức, trên mặt vui cười hớn hở chào đón. Tuy Tinh Nguyệt trai tại thành Vĩnh Tương thực lực chưa đủ, nhưng dù sao thanh danh thật lớn, uy vọng lan xa, làm cho thế lực các nơi không dám khinh thường. Kế Chính Đức cũng bề bộn đáp lễ nói. Thì ra là Tống Hàm đại nhân tự mình đón khách. Tống Hàm cười nói. Ha ha, bận quá á, nhân thủ không đủ. Còn có khách quý tới, không dám lãnh đạm. Chính Đức đại nhân mời vào trong. Sau lưng Tống Hàm là một tên sai vật, dẫn đường phía trước. Tống Hàm ngây ngốc nhìn đám người sau lưng Kế Chính Đức, cảm giác tùy tùng cũng quá nhiều nha, hơn nữa dường như có cổ quái, có mấy lão đầu già nua đi tập tễnh. Mọi người đi theo gã sai vật vào trong, xuyên qua mấy hành lang gấp khúc, đi tới nơi nhạc khí vui vẻ. Tiệc rượu bày trong sân rộng, sớm có khách mới ngồi đầy hơn phân nửa, đang trao đổi với nhau. Yến khách chia làm mấy nơi, có thể xuất hiện ở đây không ai không phải nhân vật nổi tiếng của thành Vĩnh Tương. Thần thức Lý Vân Tiêu quét qua, kinh ngạc phát hiện cũng có không ít cao thủ võ đế cao thủ đang ngồi. Ha ha, Chính Đức đại nhân, đã lâu không gặp, thì ra đại nhân chuyên tâm đi làm từ thiện, phần phẩm đức này ta không bằng. Kế Chính Đức vừa mới đi tới bàn của mình, đã có người từ xa kêu lên. Án bàn ngồi bên trái cạnh cửa vào, từ vị trí có thể thấy được trong mọi người. Hắn có địa vị không cao với thành chủ. Mà người la lên ngồi ở bên phải, hiển nhiên địa vị cao hơn hắn. Kế Chính Đức phụng trộm thấp giọng nói ra. Người này là hội trưởng Ngân Mã Thương Hội Yến Tinh Hỏa. Hắn thấy mọi người vẻ mặt nghi hoặc, liền giải thích nói. Ngân Mã Thương Hội tuy không nổi danh trên địa lục, nhưng ở thành Vĩnh Tương và thành trì gần đó rất có danh tiếng, rất nhiều sinh ý đều làm cùng với bảy đại thương hội. Sau khi hắn giải thích, lúc này mới nhìn Yến Tinh Hỏa ôm quyền nói. Tinh Hỏa đại nhân nói đùa, ta đâu có làm từ thiện gì, bên ngoài đồn bậy sao? Yến Tinh Hỏa trợn mắt nói. Không có làm từ thiện sao? Ta thấy sau lưng ngươi có nhiều lão đầu như vậy, còn tưởng rằng ngươi khai mở viện dưỡng lão, tế thế đường đấy, ha 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 ha. Hắn vừa cười lên làm người chung quanh cười theo, các loại ánh mắt mỉa mai ném tới. Thành Hồng Nguyệt ba lão dung nhan quá mức già nua. Tăng thêm thương thế chưa lành, lộ ra bộ dáng tái nhợt dọa ngừa, đúng là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Kế Chính Đức lửa giận ngút trời, tức giận sắc mặt tái nhợt. Tinh Nguyệt trai nhanh chóng mở rộng ra, xác thực đắc tội rất nhiều thế lực, trong thành Vĩnh Thương này, thực lực không có bao nhiêu, lại càng dễ bị khinh bỉ chịu tội. Nhưng trừ Kế Chính Đức tức giận ra, đám người Lý Vân Tiêu hoàn toàn thờ ơ, vẫn ngồi phía sau, ba lão càng nhắm mắt điều tức. Trong lòng Kế Chính Đức hơi cả kinh, thầm nghĩ mấy người này hàm dưỡng thật cao, nếu là võ giả bình thường hơi có thực lực, chỉ sợ đã sớm ra tay giết người. Nhưng mà nơi đây chính là phủ thành chủ thành Vĩnh Tương, hơn phân nửa cường giả toàn thành tụ tập nơi này, mặc dù bọn họ có tức giận cũng không dễ dàng bạo phát. Hắn lạnh lùng nói, Tinh Nguyệt trai sinh ý tuy không làm lớn, nhưng dưỡng lão vài người cũng đủ, chờ chư vị phá sản, ta cũng rất nguyện ý cho chư vị dưỡng lão đấy. Yến Tinh Hỏa cười không dứt, lạnh giọng nói. Hừ, phá sản, Kế Chính Đức, ngươi thực cho rằng mình là vật gì, vậy mà cũng có tư cách ngồi trên bàn tiệc sao,
nếu không phải Tinh Nguyệt trai ra đại nghiệp đại, tại Bắc Vực còn có chút lực ảnh hưởng, người còn không có tư cách ngồi ở ghế cuối đâu. Kế Chính Đức cười lạnh nói. Đáng tiếc a, chuyện trên đời không có nếu như, Tinh Nguyệt trai cho dù tại thành Vĩnh Tương sinh ý hơi kém, cũng là một trong 7 đại thương hội, ngân mã thương hội cho dù đủ châu, tại tổng bộ thương minh mới vào nội thành, có thể xếp trên 100 tên sao. Hừ, Tinh Hỏa đại nhân nói những lời này ta sẽ báo cáo, hy vọng tổng bộ sẽ không tới tìm đại nhân gây phiền toái. Sắc mặt Yến Tinh Hỏa đột biến, sau đó cười hắc hắc nói. Chính Đức đại nhân, ngươi dọa ai đó? Kẻ keo kiệt như ngươi, nếu báo cáo hữu dụng thì tổng bộ Tinh Nguyệt trai đã sớm phái người tới trợ giúp, hiện tại cũng chỉ là lão đầu hết ăn lại uống. Hôm nay thành chủ đại nhân gả ái nữ, ngươi tay không tới ăn uống sao? Kế Chính Đức lạnh lùng nói. Bản thân mặc dù nghèo, hiến cho thành chủ đại nhân hậu lễ đang chuẩn bị đưa lên, không cần ngươi phiền lòng. Ha ha, cái gọi là hậu lễ của ngươi không phải là mấy trăm khối trung phẩm nguyên thạch đấy chứ. Ha ha ha, Yến Tinh Hỏa không kiêng nể gì cười ha hả, trong mắt mang theo trào phúng và lãnh ý. Bên cạnh không ít thương nhân cùng quyền quý cũng phụ họa mỉa mai, hoàn toàn là xem thường. Sắc mặt Kế Chính Đức tái nhợt, một người ngồi uống rượu giải sầu, một bụng tức giận. Chữ Khả Vân thở dài. Như thế nào lăn lộn thảm như vậy? Tinh Nguyệt trai mặc dù thành lập không lâu, nhưng xem như danh chấn thiên hạ, những tiểu thương hội này còn dám không nể tình. Kế Chính Đức khổ sở nói. Coi như cũng được, nếu không có tên tuổi lớn, hôm nay cái ghế ở đây cũng không có vị trí của ta, có thể an bài tại đây, xem như thành chủ nể tình. Chữ Khả Vân gật gật đầu, nói. Ủy khuất ngươi, chờ liên hệ với Hàn quân tử. Ta thay ngươi nói một câu, bảo hắn trọng điểm đến đỡ thành Vĩnh Tương bên này. Thực, Kế Chính Đức đột nhiên đại hỉ, vội vàng nói. Đa tạ đại nhân. Trong lòng của hắn bành trướng không thôi, không nói chào hỏi người đứng đầu cao nhất, cho dù chào hỏi tổng phụ trách ở Đông Vực, thời gian này của hắn cũng khổ tận cam lai a. Hắn vội vàng hỏi. Đến bây giờ tiểu nhân còn không biết danh hào của đại nhân, có thể cáo chi không? Chữ Khả Vân nói. Ngươi không cần biết rõ. Đúng, đúng. Kế Chính Đức nhìn sắc mặt của nàng lạnh lùng, cũng không dám hỏi lại. Nhưng mà nội tâm bất định không thôi, khi thì hưng phấn, khi thì kích động, ngồi ở đó uống rượu vui vẻ, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Yến Tinh Hỏa ở xa xa phát giác được biểu lộ của hắn, nhướng mày, mắng câu bệnh tâm thần. Giọng của hắn không che giấu chút nào, truyền vào trong tai của mọi người, Kế Chính Đức tức giận ném chén rượu, toàn thân run rẩy. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói. Yên nào, bình tĩnh chút ít. Ân, tại hạ ngược lại không có gì, chỉ liên lụy chư vị bị khinh bỉ, nhưng mà nơi đây ngàn vạn phải nhịn xuống, ngàn vạn không thể xung đột với hắn, nếu không cuối cùng vẫn là chúng ta thiệt thòi. Kế Chính Đức vẻ mặt tức giận, nói. Yến Tinh Hỏa tại thành Vĩnh Tương xem như tám mặt lung linh, tay có thể tới đây là nhờ vài phần mặt mũi của thành chủ. Hắn sở dĩ gây khó dễ cho ta. Chính là vì Tinh Nguyệt trai hiện tại là cái gai trong thịt của hắn, hơn nữa chúng ta dần dần mở rộng sinh ý uy hiếp tới chủ nghiệp của Ngân Mã Thương Hội, hắn vẫn muốn đuổi chúng ta đi. Lý Vân Tiêu giơ ngón tay cái lên, khen. Có thể làm đối thủ sợ ngươi, ngươi đã rất thành công, tin tưởng đảo khách thành chủ, hãnh diện cũng không xa. Kế Chính Đức sững sờ một chút, thuận miệng nói. Chỉ mong a. Dứt lời, hắn lại uống rượu. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng. Ánh mắt nhìn quanh, lại ngạc nhiên. Trên yến tiệc này hắn nhìn thấy người quen, là hội trưởng Tử Vân Thương Hội Cẩn Huyên. Cẩn Huyên vào lúc này thần thái đoan trang trang nhã, đang mặc quần áo trắng, hai đầu lông mày mang theo ưu sầu. Bên người có không ít võ giả đang vây quanh, nàng cũng chỉ cười cười lễ tiết, nhẹ nhàng mân mê cái miệng nhỏ. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng hỏi. Tử Vân Thương Hội tại thành Vĩnh Tương rất có địa vị sao? Kế Chính Đức nói. Vâng, Tử Vân Thương Hội bản thân thực lực cũng được, hơn nữa tại thành Vĩnh Tương là cứ điểm của Thiên Nguyên Thương Hội. Thiên Nguyên Thương Hội vốn ở thành Vĩnh Tương cũng không tệ, chẳng biết tại sao đoạn thời gian trước toàn bộ rút lui khỏi, tất cả nghiệp vụ đều giao cho Tử Vân Thương Hội xử lý, cho nên mới tạo thành Tử Vân Thương Hội tài đại khí thô. Thiên Nguyên Thương Hội rút lui. Lý Vân Tiêu cả kinh, nói. Đã xảy ra chuyện gì? Kế Chính Đức nói. Việc này ta cũng không rõ lắm. Đại nhân nếu muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vẫn phải hỏi Cẩn Huyên hội trưởng.
lần này hôn lễ này nàng xuất hiện, thật sự vượt quá ta đoán trước. Lý Vân Tiêu nói, nàng ở thành Vĩnh Tương, thành chủ gả nữ, nàng dù thế nào cũng phải cho chút mặt mũi. Kế Chính Đức nói, cũng đúng, nhưng mà Cẩn Huyên hội trưởng ngày bình thường không dễ gặp như vậy. Trẻ tuổi lại xinh đẹp, lại quyền thế ngập trời, phú khả địch quốc, là nữ nhân trong suy nghĩ của ngàn vạn nam nhân, đại nhân nếu muốn quen nàng, hiện tại là cơ hội tốt, chờ tiệc tàn thì khó nói. Lý Vân Tiêu nói, hiểu, nhưng hắn vẫn thờ ơ, đứng sau lưng Kế Chính Đức không nói, giống như người bình thường, giống như cục đá ven đường. Cẩn Huyên tiểu thư, mấy ngày không gặp, sao bộ dáng trở nên một lo lắng như vậy, ta thật yêu tiếc. Một nam tử gương mặt tuấn mỹ, mặt tươi cười, chẳng biết lúc nào xuất hiện trước mặt của Cẩn Huyên. Nam tử ngũ quan rõ ràng, mặt như đao khắc, hai đầu lông mày tràn ngập khí phách, mặc trường bào bách thảo màu xanh, vẻ mặt tự tin cùng ung nhưng. Nam tử ung dung đong đưa quạt giấy, bộ giang chỉ điểm giang sơn, ung dung nói. Không biết tại hạ có tư cách chảy vuốt nếp nhăn trên chân mày Cẩn Huyên tiểu thư hay không? Sắc mặt Cẩn Huyên lúng túng, nhìn thấy người tới, lúc này cười cười, nói. Thì ra là Liên Trường đại nhân. Nam tử khẽ cười nói. Chuyện gì làm cho Cẩn Huyên tiểu thư xinh đẹp mặt ủ mày trao, ta thấy yêu tiếc. Cẩn Huyên nghiêm mặt nói. Liên Trường đại nhân chê cười. Gần đây thương hội quá lớn, có chút khó ứng phó mà thôi. À, chỉ là chuyện thương hội sao? Liên Trường thu quạt giấy, cười nói. Ta gần đây có nghiên cứu về hoạt động của thương hội, không bằng ta hảo hảo thảo luận đi. Hai gã thủ hạ lúc này mang ghế qua, trực tiếp buông xuống bên người Cẩn Huyên, hắn cũng không kiêng kỵ ngồi xuống. Cẩn Huyên biến sắc, đứng dậy, chỉ vào đối diện, nói. Liên Trường đại nhân, ngươi ngồi bên kia. Liên Trường khẽ cười nói. Một mình ta ngồi có chút không quen, chẳng biết có thể cùng đối ẩm với Cẩn Huyên tiểu thư hay không. Chúng ta cũng có thể tâm tình chuyện thương hội, ta tin tưởng dùng năng lực của ta, đủ để giải quyết tất cả vấn đề đau đầu của Cẩn Huyên tiểu thư. Cẩn Huyên nói, ta hiện tại nhức đầu nhất chính là Liên Trường đại nhân ngươi, kính xin ngươi ngồi trở lại đi. Một tên hạ nhân sau lưng Liên Trường tức giận. Cẩn Huyên tiểu thư, công tử nhà ta chính là Liên gia đại công tử, dùng thân phận bối cảnh của hắn, chẳng lẽ không đáng để tiểu thư cùng uống một chén hay sao? Tiểu thư cũng quá tự thanh cao rồi. Một gã hạ nhân khác lạnh lùng nói. Hừ, tiểu thư nên suy nghĩ nhiều một chút, nếu đắc tội với công tử nhà ta, đây là chuyện khôn ngoan hay không? Liên Trường biến sắc, nổi giận nói. Hai nô tài các ngươi nói bậy bạ gì đó. Bổn công tử tuy ra thế thật lớn, quyền thế ngập trời, nhưng cũng không dùng thân phận áp người. Huống chi Cẩn Huyên là tuyệt thế giai nhân, há có thể đường đột. Hai cẩu nô tài các ngươi. Còn không nhanh chóng xin lỗi, sau đó cút đi diện bích. Đúng, đúng. Hai người vội vàng nhìn qua Cẩn Huyên xin lỗi, còn tát vào mặt của mình, bộ dáng cầu tha thứ. Liên Trường nói. Cẩn Huyên tiểu thư, hạ nhân không hiểu chuyện, có chỗ đắc tội, muốn đánh muốn giết tùy ngươi. Hai người nghe xong, lập tức sợ tới mức bịch quỳ xuống, dốc sức liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Cẩn Huyên cảm thấy nội tâm vô lực, phất phất tay nói. Tất cả đứng lên đi, nhanh trở về chỗ cũ của mình, yến hội cũng sắp bắt đầu, tất cả mọi người đang nhìn qua, như thế này quá mất phong phạm. Liên Trường khẽ cười nói. Cẩn Huyên tiểu thư nói đúng. Nội tâm của hắn đang cười lạnh, mục đích của hắn là để đám người khác biết rõ, Cẩn Huyên là thuộc về Liên Trường hắn, nếu ai dám không có mắt động tâm tư, như vậy sẽ thừa nhận lửa giận của Liên gia hắn. Quả nhiên. Đám công tử ca xung xoa bên cạnh Cẩn Huyên lúc này sắc mặt khó nhìn. Liên Trường cười lạnh một tiếng, liền nói. Hai cẩu nô tài các ngươi, còn không nhanh băng ghế trở về. Đúng, đúng. Hai người kia run rẩy, vội vàng nâng ghế trở về. Vị trí của Liên Trường cực kỳ gần phía trước, khoảng chừng chỉ dưới chủ tọa, có thể thấy cực kỳ tôn quý. Huyền Hoa bắt lấy Lý Vân Tiêu, cười quái dị nói. Tình địch của ngươi. Lý Vân Tiêu mặt đầy hắc tuyến, nói. Tình địch cái đầu ngươi, các ngươi cả nhà đều là tình địch. Kế Chính Đức sắc mặt biến hóa, dùng tay che miệng, vụng trộm nói ra. Mấy vị đại nhân ngàn vạn cẩn thận, tuyệt đối không thể chọc Liên Trường, thân phận và bối cảnh của hắn hù chết người, không cẩn thận sẽ chọc họa sát thân. Lý Vân Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ lời này, hoàn toàn không có để vào trong lòng.
Huyền Hoa cười quái dị nói. À, không biết lai lịch người này ra sao, nói nghe một chút, cũng để chúng ta cẩn thận một hai, miễn cho trong lúc vô tình đắc tội người ta, bị giết tận Hangar War. Chữ Khả Vi lạnh nhạt nói. Hắn đã họ Liên, đoán chừng là Đông Vực Tam Thành Liên gia. Đúng vậy. Sắc mặt Kế Chính Đức ngưng trọng, nói. Liên gia tại Đông Vực thế lực thật lớn, trực tiếp chiếm cứ tài nguyên ba tòa thành, hơn nữa giao hữu cực lớn, thế lực có thể nói trải rộng cả Đông Vực, trừ thành Hồng Nguyệt siêu cấp thế lực ra, Liên gia tuyệt đối là thế gia cường đại đếm được trên đầu ngón tay. Chữ Khả Vi nói. Đúng thế, trừ thành Hồng Nguyệt không đề cập tới, Liên gia có thể đứng top 10 Đông Vực. Kế Chính Đức nhìn qua chữ Khả Vi, nói. Xem ra vị đại nhân này rất hiểu phân bố thế lực Đông Vực, tuy ta biết rõ chư vị đại nhân có lịch bất phàm, nhưng Cường Long không áp địa đầu xà, thành Vĩnh Tương rất nhiều thế lực là cấp dưới của Liên gia. Chữ Khả Vi nói, thân là Liên gia đại công tử, Liên Trường xem như nhân vật số má, chỉ cần không làm ra phiền toái lớn, tương lai sẽ có một chỗ ở Đông Vực, hy vọng hắn vận khí tốt ha. Ha ha, ta thấy mơ hồ. Huyền Hoa cười nói. Ta xem sắc mặt người này cực kém, ấn đường biến thành màu đen, mang theo khí như cho tàn, hơn phân nửa sẽ gặp nạn. Kế Chính Đức đã giật mình, vội vàng vung vẩy lấy hai tay, nói. Đại nhân ngàn vạn chớ nói lung tung, nơi này ngư long hỗn tạp, tai mắt rất nhiều, nếu lọt vào trong tai Liên công tử, thật sự là thiên đại phiền toái, mặc dù là tinh nguyệt trai cũng không áp nổi rắn rít địa phương. Hắn sợ không nhẹ, sắc mặt trắng bệch. Chữ Khả Vân khẽ cười nói. Huyền Hoa đại nhân cũng đừng dọa hắn. Kế Chính Đức liên tục gật đầu, bộ dáng hãi hùng, hắn đột nhiên cảm thấy cái tên Huyền Hoa này có phần quen thuộc, nhưng mà không nhớ nghe được ở đâu. Liên Trường công tử không chỉ có bối cảnh kinh người, hơn nữa thiên phú cực cao, thuật võ song tu, thuật đạo cùng võ đạo sư thừa lai lịch cũng thật lớn. Kế Chính Đức dường như nói nghiệt, dứt khoát nói hết. Sư phó thuật đạo của hắn tại Đông Vực này cũng không nhỏ. Là Hoàng Dương Đại Sư. Hoàng Dương Đại Sư đã sớm là bất tinh đỉnh phong thuật đạo Đại Sư, tục truyền gần đây đột phá đến cửu giai, cũng không biết thiệt giả, nhưng mà ta thấy hơn phân nửa là thật. Chữ Khả Vân nói, Hoàng Dương người này ta cũng nghe qua, người từ đâu biết hắn đột phá lên cửu giai. Dù sao cửu giai thuật luyện sư, cho dù là người nào cũng là phong vân một cõi. Mặc dù bọn họ là cường giả tuyệt thế, cũng phải lễ nhượng ba phần. Kế Chính Đức nói, bởi vì sư tôn Hoàng Dương Đại Sư sư chính là La Thiên Đại Thuật Luyện Sư mà thiên hạ kính ngưỡng. Dùng khả năng của La Thiên Đại Thuật Luyện Sư, trợ giúp đệ tử của mình đột phá đến cửu giai thuật đạo chưa hẳn là chuyện khó gì. Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, quay đầu nhìn qua La Thiên, ngay cả thành Hồng Nguyệt ba lão cũng mở mắt ra. La Thiên đầu đầy mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói, Hoàng Dương xác thực đã đột phá đến cửu giai. Ngay trước khi ta đi thành Hồng Nguyệt không lâu, người phân tích tuy không có đúng hết, nhưng kết quả là đúng. Nhưng mà tên đệ tử này ở đây, ta là thật không biết. Kế Chính Đức sững sờ, lập tức giật mình nói. Quả nhiên, bát giai thuật luyện sư tuy cũng là nhân vật phong vân, nhưng so sánh với cửu giai hoàn toàn là hai tầng thứ, Liên Trường hậu trường càng cứng rắn, chư vị ngàn vạn đừng chọc hắn. Hắn nói hai chữ ngàn vạn, trong nội tâm kiêng kỵ thật sâu. La Thiên cảm thụ ánh mắt cổ quái của mọi người, đầu đầy mồ hôi lạnh, không ngừng dùng khăn lau mồ hôi. Khâu Mục Kiệt cười một tiếng, nói. Sư phụ võ đạo của tiểu tử kia là ai? Cũng là cường giả đương thời. Kế Chính Đức nói. Sư phó võ đạo của Liên Trường công tử là thành Hồng Nguyệt nghị sự trưởng lão phó Nghi Xuân đại nhân, không chỉ uy vọng cực cao, hơn nữa bản thân cũng là cường giả cửu tinh võ đế, danh chấn thiên hạ. Ba lão gương mặt run rẩy không dứt. Dường như cũng đổ mồ hôi lạnh. Chữ Khả Vi nói. Phó Nghi Xuân người này tuy mục nát một ít, nhưng người này vẫn không tệ. Chi? Kế Chính Đức sợ tới mức hít khí lạnh, nói. Ngàn vạn chớ nói lung tung a, chư vị đại nhân, ta cũng không muốn bị các ngươi hại chết. Hắn sợ tới mức khóc ròng, cảm giác ánh mắt chung quanh nhìn qua. Lời nói đại nghịch bất đạo này mà truyền vào tai Liên Trường, sợ rằng phân bộ tinh nguyệt trai không thể mở tiếp. Chữ Khả Vân nhìn bộ dáng của hắn phát run, nội tâm buồn cười, nhưng vẫn an ủi hắn nói. Yên tâm đi, chúng ta không nói. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Kế Chính Đức vội và ngậm miệng lại, kiên quyết không nói thêm cái gì, sợ lại chọc ra lời bừa bãi, chọc họa sát thân.
Huyền Hoa cười hì hì đối với Lý Vân Tiêu nói. Lần này phiền toái, tình địch của ngươi địa vị rất lớn nha. Lý Vân Tiêu mặt đen lên, nói. Ngươi lại nói lung tung, ngươi hôm nay chết chắc. Ha ha ha. Huyền Hoa nhịn không được cười ha hả, dường như còn muốn nói gì nữa, thấy ánh mắt lạnh như băng Lý Vân Tiêu, lập tức vội vàng che miệng, cười trộm. Lúc này tiếng nhạc nổi lên, tiếng chúc mừng và tiếng pháo nổ đùng đùng vang lên không dứt, đinh tai nhức óc, dường như tiệc cưới bắt đầu. Ngoài vườn có một đám người đi vào, trong tiếng nhạc cao vút, tất cả đều tươi cười. Trên bầu trời có hoa tươi đủ mùi hương bay rơi xuống. Lão giả cầm đầu cười không ngậm miệng được, không ngừng cảm tạ lời chúc mừng chung quanh. Chính là thành chủ Tống Quang, hắn đi tới ghế của mình, không ngừng chào hỏi mọi người, nói. Đa tạ chư vị cổ động, Tống Quang vô cùng cảm kích. Hôm nay kính xin các khách quý tận hứng chè chén. Thành chủ đại nhân khách khí, hai vị thiên kim xuất giá, hơn nữa phu quân là đệ nhất nhân trẻ tuổi thế hệ này, việc vui lớn như thế không thể tùy hứng được. Cũng không phải thế, không chỉ có tham gia đại hôn thiên kim thành chủ, còn có thể thấy mặt của thiên hạ đệ nhất trẻ tuổi tuấn tài, ta kích động vài ngày chưa ngủ ngon đấy. Liên Trường ở cách Tống Quang không xa, hắn đang tươi cười. Nhưng mà gương mặt hơi run lên, dường như có chút không chịu được, nói. Tống Quang đại nhân, nên thỉnh Vân Tiêu công tử cùng lệnh thiên kim xuất hiện đi. Ta sinh lòng ngưỡng mộ và kính trọng với Vân Tiêu công tử đấy, xem như tri kỷ đã lâu, rốt cuộc có cơ hội gặp mặt. Tự nhiên, tự nhiên. Tống Quang cũng không dám lãnh đạm Liên Trường, nói. Liên Trường công tử đã đến, làm vẻ vang hàn xá kẻ hèn này, cũng chính là phong vân tế hội. Để hai trẻ tuổi tài tuấn gặp mặt nhau. Liên Trường dường như kích động, nói. Tống Quang đại nhân quá khen, tên tuổi tại hạ sao có thể so với Vân Tiêu công tử chứ? Tống Quang mỉm cười, thần sắc đắc ý, cao giọng nói. Cho mời Vân Tiêu công tử. Khúc nhạc biến hóa, bên ngoài có Tống Hàm dẫn, một người trẻ tuổi tươi cười đi vào. Nam tử trẻ tuổi kia đôi mắt đẹp, da trắng nõn non mềm, là mỹ nam tử, nhưng mà có vài phần son khí. Sau lưng nam tử này là hai nữ tử trẻ tuổi, mặc trang bào đỏ thẫm, thần thái vũ mị, gương mặt hai người tám phần tương tự nhau, nhìn qua là tỉ muội. Là hai nữ tử xinh đẹp, tư sắc thập phần, khó trách lại hấp dẫn Lý Vân Tiêu ái mộ, đám người đứng ngoài nhìn ánh mắt sáng lên, cũng rất hâm mộ. Lý Vân Tiêu vẻ mặt ngạo nghễ, ngẩng đầu đi vào hoa viên, khóe miệng cười lạnh cao ngạo, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua bầu trời, dường như đám người không lọt vào mắt của hắn. Chỉ khi nhìn qua Tống Hàm, có đôi khi lại nhìn qua hai kiều thê, ánh mắt tỏa sáng. Huyền Hoa sững sờ, nói. Đúng là có vài phần tương tự, hắn không phải là đệ đệ của ngươi chứ. Hắn dùng tay chọc Lý Vân Tiêu vài cái. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, người này hiển nhiên trải qua ăn mặc tỉ mỉ, dung mạo có ba bốn phần tương tự mình, người này hơn phân nửa đã gặp qua mình rồi. Vân Tiêu công tử. Tống Quang trực tiếp đứng lên, tự mình nghênh đón. Mọi người đứng ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy, Liên Trường đi ra khỏi hàng, ánh mắt tỏa sáng. Chỉ có Cẩn Huyên vẫn ngồi phía trước, vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó dường như hiểu cái gì, ngược lại nhẹ cười rộ lên, vẻ sầu lo biến mất. Tâm tình của nàng dường như vô cùng tốt, nhịn không được rót ly rượu cho mình, uống một mình, dung nhan dường như giãn ra, thân thể có mị lực kinh người. Bái kiến thành chủ đại nhân. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười. Tiến lên cúi người chào nói. Tống Quang cười to nói, vội vàng đứng lên đỡ hắn, mặt mày hớn hở, nói. Hiện tại còn gọi thành chủ đại nhân sao? Lý Vân Tiêu cười hắc hắc nói. Là tiểu tế cả gan, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Ha ha, nguyên bản chính là nhạc phụ đại nhân. Đến, mau theo ta ngồi. Tống Quang đại hỉ, cầm lấy tay Lý Vân Tiêu không buông, đi tới phía trước. Lý Vân Tiêu vẫn bảo trì tươi cười. Đột nhiên ánh mắt của hắn lườm qua, nhìn qua Cẩn Huyên ngồi cách đó không xa, trong mắt mang theo vẻ kinh diễm, còn có lo lắng. Tất cả mọi người đứng đấy cung nghênh chính mình, duy chỉ có Cẩn Huyên một người ngồi ngay ngắn, hơn nữa từ thần thái cho tới uống một mình, dường như hoàn toàn không đặt mình trong lòng. Sau lưng Cẩn Huyên là một bà lão, chính là trưởng quầy Tử Vân Thương hội tại thành Vĩnh Tương, nhẹ nhàng chọc vào lưng nàng, dường như nhắc nhở. Cẩn Huyên cười nhạt một tiếng, nói. Không sao. Bà lão khó hiểu, trên mặt hiển hiện vẻ lo lắng, tư thái Cẩn Huyên như vậy không chỉ có gạch dưới Lý Vân Tiêu trông thấy, tất cả mọi người trông thấy,
người Tống gia sắc mặt lúng túng. Tống Quang kéo Lý Vân Tiêu trực tiếp đi lên ghế bên phải chủ tọa ngồi xuống, vị trí vốn là của chủ mẫu Tống gia, cũng cố ý đưa cho Lý Vân Tiêu, có thể thấy được Tống gia trọng thị con dễ thế nào. Tống Hàm và hai kiều thê ngồi hai bên, còn có một nữ tử tư thái động lòng người cũng theo sau lưng. Vân Tiêu công tử, tại hạ Đông Vực Liên gia Liên Trường. Sau khi mọi người ngồi xuống, Liên Trường đứng dậy, tiến lên chào hỏi. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nói. Thì ra là Liên gia đại công tử, nghe danh đã lâu. Liên Trường trong nội tâm vui vẻ, vội vàng nói. Trước mặt Vân Tiêu công tử, tại hạ không dám xưng công tử. Tại hạ sớm sinh lòng ngưỡng mộ Vân Tiêu công tử, hôm nay có thể gặp được, đây là tam sinh hữu hạnh. Lý Vân Tiêu cười nói. Liên Trường công tử quá khiêm tốn, bản thiếu gia đã sớm có ý kết giao với công tử. Phóng nhãn cả Đông Vực, năm đó có Thất Tọm Cập, đầu, hôm nay còn đâu, cả Đông Vực người trẻ tuổi cũng chỉ có Liên công tử là nhân tài kiệt xuất. Không dám nhận, không dám nhận. Liên Trường mở cờ trong bụng, kích động không biết làm sao. Lời này nếu là người khác nói ra, hắn nhiều lắm là cười cười, nhưng từ miệng Lý Vân Tiêu nói ra, ý nghĩa đã khác. Tống Quang cười nói, Liên Trường công tử không cần quá khiêm tốn, dùng gia thế cùng bối cảnh của công tử, Vân Tiêu nói thế là xứng đáng. Khen nhầm, thành chủ đại nhân cùng Vân Tiêu công tử khen nhầm. Liên Trường lòng tràn đầy vui mừng, chỉ cảm thấy lâng lâng, đầu óc đang suy nghĩ. Tống Quang cười nói, Liên Trường công tử không cần tự coi nhẹ mình, đúng như Vân Tiêu nói, phóng nhãn cả Đông Vực, ai có thể so với công tử. Phóng nhãn cả thiên hạ, ai có thể so với con rể Vân Tiêu của ta. Lý Vân Tiêu khiêm tốn nói, thiên hạ anh hùng rất nhiều, lần trước ta cùng Ngạo Trường Không đại nhân, còn có Lỗ Thông Tử đại nhân cùng nấu rượu luận anh hùng, trò chuyện với nhau thật vui, có thể xưng tụng đương thời hào kiệt, cũng có mấy vị như vậy. Phốc, Cẩn Huyên đang uống rượu ngon. Nghe xong câu này thì bị sặc, ho khan không ngừng, gương mặt nghẹn đỏ hồng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, hiện lên vẻ giận dữ, lạnh lùng nói. Vị gia nhân này là ai? Dường như rất có ý kiến với bản thiếu gia. Liên Trường vội hỏi. Vị này chính là hội trưởng Tử Vân Thương Hội, Tử Huyên Tiểu Thư. Vân Tiêu công tử chớ trách, nàng chỉ bị nghẹn, nhất thời thất lễ, kính xin chớ trách. Bị nghẹn. Bản thiếu gia nói dễ dàng làm người ta sặc như vậy sao? Lý Vân Tiêu sắc mặt âm tầm lợi hại, hắn vốn nói chuyện phiếm, nội tâm thập phần mẫn cảm cùng chột dạ. Liên Trường vội vàng nói. Cẩn Huyên, còn không mau kính Vân Tiêu công tử một ly bồi tội. Cẩn Huyên ho khan xong, cũng xấu hổ vì thất lễ, nhưng thần thái bình tĩnh, không hề giống người bội tội đang khẩn trương, chỉ lạnh nhạt cười nói. Cẩn Huyên vừa rồi thất thố. Kính xin Vân Tiêu công tử chớ trách. Nàng bưng chén rượu lên, nói bốn chữ Vân Tiêu công tử rất nặng, sau đó cười cười uống cạn. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, dường như cảm thấy có cái gì không đúng, thầm nghĩ, hẳn là người này nhìn thấy Lý Vân Tiêu. Dù sao Lý Vân Tiêu ra tay mấy lần thành Hồng Nguyệt, người nhìn thấy rất nhiều, có thể nhìn ra mình bắt trước. Hắn lập tức nói ra, mạo muội đường đột mà thôi, không sao. Bản thiếu gia gần đây tu luyện thần thông hạng nhất, khiến cho thần thái và khí chất hơi cải biến, nhưng mà nếu như luyện thành, cách thiên hạ vô địch cũng không xa, vẫn đáng giá. Thiên hạ vô địch, mọi người đều cả kinh, Tống Quang vội hỏi. Không biết là gì thần thông? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, bộ dáng ngạo nghễ, nói. Thần thông danh tiếng còn chưa nghĩ kỹ, chính là Thánh Vực Công Dương Chính Kỳ đại nhân cùng mấy vị cục trường đại nhân. Còn có Ngạo Trường Không đại nhân cùng ta sáng tạo ra, bởi vì ta cống hiến lớn nhất, cho nên Công Dương Chính Kỳ đại nhân bảo ta đặt tên thần thông này, đáng tiếc còn chưa nghĩ kỹ, tạm thời không đề cập tới cũng được. Tống Quang cả kinh nói, dùng tuổi của Vân Tiêu, có thể cùng những đại năng này sáng tọa thần thông, hơn nữa cống hiến lớn nhất, đúng là kỳ tài muôn đời, tương lai sẽ quân lâm thiên hạ. Lý Vân Tiêu không có ý tứ cười nói. Ta chỉ đưa ra mấy điểm mấu chốt trong kỹ pháp mà thôi, tuy chủ yếu do ta sáng tạo, nhưng dù sao thực lực có hạn, thì triển ra không bằng Ngạo Trường Không các đại nhân. Thần thông này cho hai vị yêu thiếp của ta là Tống Bích, Tống Liên tu luyện, vậy gọi là cửu ngũ Bích Liên thần công A. Tốt, quả nhiên là tên rất hay. Ánh mắt Tống Quang sáng ngời, nói. Tống Bích, Tống Liên, còn không tranh thủ thời gian cảm tạ Vân Tiêu. Liên Trường hâm mộ nói.
Dùng tuổi và thiên phú của Vân Tiêu công tử, Liên Trường đời này hiếm thấy, gặp được đã thỏa mãn. Mọi người nhao nhao khen hay, tất cả đều là vẻ mặt kích động, nhưng không biết kích động cái gì. Tỷ muội Tống Bích Tống Liên đỏ mặt lên, vội vàng hạ thấp người gật đầu nói. Đa tạ phu quân, hai tỷ muội chúng ta cũng có thể thơm lây, danh chấn thiên hạ. Lý Vân Tiêu cảm thụ được ánh mắt cực nóng của mọi người, rất là thỏa mãn, khí phách hăng hái nói. Ha ha, hai vị nương tử khách khí, đi theo vi phu, không chỉ hưởng dự thiên hạ, còn giúp hai nàng tẩy cân dịch tủy, bước vào võ đế cũng trong tầm tay. Huyền Hoa mặt mũi tràn đầy màu đen, vỗ trán một cái, nói. Không giả bộ như vậy thì chết sao, ta thực chịu không nổi, có lẽ gọi không muốn bất yếu Bích Liên thần công. Bất yếu bằng không muốn. Liễu Phỉ Yên cũng nói. Quanh năm bế quan tu luyện, không nghĩ tới ngoại giới nhiều kỳ nhân chuyện lạ như vậy, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Kế Chính Nước bị dọa sắc mặt tái nhợt, nói. Mấy vị đại nhân van cầu các ngươi, ngàn vạn không nên nói lung tung a, sẽ người chết. May mắn tất cả mọi người cảm xúc dâng cao, không ngừng hoan hô, không có người nghe được bọn họ nói thầm. Đột nhiên Yến Tinh Hỏa đứng ra, cao giọng nói. Mọi người nói nhiều như vậy làm gì vậy? Vân Tiêu công tử đại hôn, thành chủ đại nhân gả nữ, mọi người nên chúc mừng, mượn chuyện này thể hiện tâm ý. Thiên ngôn vạn ngữ, không bằng thể hiện. Chỉ thấy trong tay hắn có bạch quang lóe lên, chậm rãi hóa ra một giám tơ trắng mềm mại, tản mát hàn khí. Đây là, băng tầm ti. Ánh mắt Tống Quang sáng ngời. Yến Tinh Hỏa cười nói. Chính là băng tầm ti thượng phẩm 3.000 năm, tài liệu cửu giai thượng phẩm. Mong thành chủ đại nhân nhận cho. Ha ha, Ti Hỏa đại nhân nói đài. Băng tầm ti là tài liệu chủ yếu đao thương bất nhập, vô cùng chân quý, đa tạ Yến Tinh Hỏa huynh. Tống Quang vung tay lên, lập tức cho hạ nhân thu băng tầm ti. Yến Tinh Hỏa vẻ mặt tốt lên, cười nói. Thành chủ đại nhân ưa thích, tại hạ cũng yên tâm. Hừ, tuy là băng tầm ti 3.000 năm, nhưng chỉ là hàng thứ phẩm mà thôi. Một người ung dung khinh thường nói ra. Yến Tinh Hỏa giận dữ, đang muốn nổi giận, đã thấy người nói chuyện là Liên Trường, lập tức nuốt tức giận lại, nói. Liên Trường công tử, Yến Tinh Hỏa ta tự nhiên không giàu có bằng Liên gia, công tử có hậu lễ cứ tặng là được, không nên tổn hại ta. Liên Trường lay động quạt giấy, cười nói. Cũng không phải tổn hại ngươi, băng tầm ti 3.000 năm đúng là không tệ. Chính là bất tài, chỉ có vài giọt vạn hoa bách bảo lộ, làm trò cười cho người trong nghề. Mong thành chủ không ghét bỏ. Cái gì, vạn hoa bách bảo lộ. Tống Quang đứng lên, trong hai mắt bắn hào quang. Sắc mặt mọi người thay đổi, Yến Tinh Hỏa sững sờ một chút, lập tức mặt âm trầm, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng giật mình, trong mắt tinh quang chớp động. Liên Trường thấy có hiệu quả, lập tức trong nội tâm đắc ý, ha ha nói. Nghe nói thành chủ đại nhân lần trước luyện công sơ suất, tổn thương thân thể, bản thiếu gia thiên tân vạn khổ tìm được thuốc hay. Mong rằng Tống Quang đại nhân cùng Vân Tiêu công tử không bỏ, xin vui lòng nhận cho. Trong mắt Lý Vân Tiêu tỏa sáng, đại hỉ nói. Ta cũng có phần. Liên Trường cười nói. Tự nhiên, tổng cộng tìm được 8 giọt vạn hoa bách bảo lộ, vừa vặn thành chủ đại nhân cùng Vân Tiêu công tử một người 4 giọt. Hắn lấy 2 bình ngọc ra, đưa cho tiểu nhân cầm qua. Tống Quang cùng Lý Vân Tiêu đều đại hỉ, vội vàng tiếp nhận bình ngọc, không ngừng cảm tạ. Những người còn lại thần sắc hâm mộ, vạn hoa bách bảo lộ tên như ý nghĩa, chính là vạn hoa tương làm thành, mỗi một giọt hiệu quả rất mạnh, tương đương đan dược cửu giai. Liên Trường tặng tương đương với xuất ra 8 viên cửu giai đan dược, thủ bút to lớn, làm cho người ta líu lưỡi. Tống Quang cùng Lý Vân Tiêu tiếp nhận ngọc bình, vội vàng mở nắp bình ra, hương thơm tỏa ra ngoài, tất cả mọi người nghe mà thèm thuồng. Liên Trường đắc ý phi phàm nói. 8 giọt vạn hoa bách bảo lộ giá cả cực cao, phải trên 10 viên cửu giai đan dược, nhưng hôm nay bản thiếu gia cao hứng. Hắn nói vài lời, đột nhiên phát hiện sắc mặt Tống Quang có vấn đề, trong lòng tim đập mạnh, dừng lại hỏi. Thành chủ đại nhân, như thế nào? Tống Quang vẫn tươi cười, nhưng mà triệt để cứng lại, nhìn chằm chằm vào trong bình. Lý Vân Tiêu sắc mặt càng ngày càng khó coi, đột nhiên ném nó lên bàn, lăn vài cái, nói. Liên Trường. Bản thiếu gia không thù không oán với ngươi, ngươi lại đùa nghịch ta. Liên Trường sững sờ, không hiểu, nói. Vân Tiêu công tử cớ gì nói ra lời ấy. Ta kết giao công tử còn không kịp,
làm sao đùa nghịch? Chẳng lẽ bốn giọt vạn hoa bách bảo Lộ công tử không thích? Hừ, Lý Vân Tiêu vỗ bàn một cái, tức giận. Liên Trường, ngươi khinh người quá đáng. Liên Trường đã giật mình, không rõ ràng cho lắm, kinh ngạc nói. Cái này, Vân Tiêu công tử cớ gì nói ra lời ấy à? Đám người đứng ngoài giật mình dừng lại, không biết sao, toàn bộ không rõ. Sắc mặt Tống Quang cũng lạnh lùng, ném Ngọc Bình lên bàn, nói. Liên Trường công tử, ta hy vọng đây chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm, cái gì hiểu lầm? Liên Trường nhìn qua cái bình mà Lý Vân Tiêu ném lên bàn kia, bên trong làm gì có vạn hoa bách bảo Lộ. À, dùng nhãn lực của Liên Trường tự nhiên nhìn ra, kinh hét lên một tiếng, nói. Cái này, xảy ra chuyện gì? Vạn hoa bách bảo Lộ đâu? Tiếng nói của hắn như bị người ta bóp ở cổ, thân thể ngây ngốc, sắp nổi giận như nổ tung. Ai, là ai trộm vạn hoa bách bảo Lộ của ta? Ánh mắt Liên Trường có hưng quang lóe lên, ánh mắt nhìn qua bốn phía, nhìn tên thủ hạ. Tên thủ hạ toàn thân run rẩy, cảm nhận ánh mắt giết người kia, sợ tới mức bịch một tiếng quỳ xuống, run rẩy nói. Công tử, không, không phải ta, không phải ta. Tống Quang nói ra, với chút tu vị của ngươi, không có khả năng ở trước mặt mọi người đùa nghịch thủ đoạn, huống chi còn có Vân Tiêu công tử ở đây. Trong thiên hạ có thể động tay chân với Vân Tiêu công tử, hừ, sợ là chưa ra đời. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, nói. Liên Trường, vạn hoa bách bảo Lộ là người của ngươi trực tiếp lấy ra, trên đường tuyệt đối không có người động tay chân. Sắc mặt Liên Trường nói khó coi bao nhiêu thì khó coi bao nhiêu, hắn cũng tỉnh táo lại, thủ hạ trước mắt không có khả năng thay đổi, ăn cắp vật phẩm ngay trước mặt được. Mà chính mình tối hôm qua cũng còn kiểm tra, tám giọt vẫn bình yên vô sự. Sáng sớm chạy đi đâu? Thành chủ đại nhân, Vân Tiêu công tử, các ngươi phải tin tưởng ta. Ta cũng không phải đùa nghịch hai vị. Liên Trường hô to, nhưng cảm thấy lời nói quá giả, giống như xuống biển cũng rửa không sạch. Hắn chấn động mạnh, đi tới trước hai cái bình ngửi, đột nhiên nói. Vừa rồi thành chủ đại nhân mở bình ngọc ra hương khí đầy trời, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một ít tàn hương, nói rõ vừa rồi trong bình có bảo Lộ. Tống Quang nhướng mày, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, vừa rồi hương thơm xông vào mũi, tuyệt không phải tàn hương, có lẽ thực sự là bảo Lộ ở trong đó. Hắn lại quát lên, tức giận. Liên Trường, ý của ngươi là lão phu cùng Vân Tiêu công tử trộm bảo Lộ của ngươi, sau đó vu hãm ngươi sao? Liên Trường khẽ giật mình, dựa theo phân tích thật đúng là có khả năng này, nhưng mà nói không thông a, hắn giật mình, đầu đầy mồ hôi lạnh, giống như con kiến bị trúng nước sôi. Hoàn toàn không có chủ kiến, không biết nên làm sao cho phải. Lý Vân Tiêu sắc mặt khó coi, âm độc nói. Hừ hừ, bản thiếu gia tung hoành thiên hạ vô địch thủ, cho dù tại thánh vực hay là hóa thần hải, hoặc là bảy đại tông phái đều là khách quý, hôm nay tại thành Vĩnh Tương lại bị người vu hãm trộm vạn hoa bách bảo Lộ. Hừ, Liên công ử nghe đây, hiện tại thành chủ thành Hồng Nguyệt La Thanh Vân là hảo hữu của ta, phó thành chủ Lý Dật là biểu đệ của ta. Nếu không trực tiếp hô hai người bọn họ tới lý luận với ngươi. Liên Trường hoảng hốt, đầu đầy mồ hôi lạnh, luống cuống tay chân, nói. Vân Tiêu công tử bớt giận, lần này tuyệt đối có người muốn hãm hại ta, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng, cho thành chủ đại nhân cùng Vân Tiêu công tử một câu trả lời. Tuy hắn nói như vậy, nhưng trong lòng không có chủ ý, hai bình vạn hoa bách bảo Lộ tối hôm qua sau khi kiểm tra, cũng chỉ có thủ hạ này, Tống Quang cùng Lý Vân Tiêu tiếp xúc qua. Cẩu nô tài kia không có khả năng gian lận trước mặt cao thủ nơi này, mà Tống Quang cùng Lý Vân Tiêu liên hợp lại cũng không có khả năng, bởi vì mình tặng bọn họ, cũng không cần đi gian lận làm gì. Đám người đứng ngoài xì xào bàn tán, bộ dáng chê cười, rất khoái hoạt. Đặc biệt là Yến Tinh Hỏa, nội tâm thoải mái nói không nên lời, chỉ cảm thấy chuyện này càng lớn càng tốt. Huyền Hoa thầm nói, ngươi cũng quá hung ác, một giọt cũng không có lưu cho người khác. Lý Vân Tiêu chừng hắn, nói. Trước khi ăn sao không thấy ngươi nói ta hung ác, hiện tại ăn xong nói ta hung ác. Huyền Hoa gãi gãi đầu, cười đùa nói. Ha ha, ta nói bậy, chân lộ đúng là mùi vị không tệ. Nói xong hắn nhíu mày, nói. Lại nói, ngươi cầm 8 giọt, cho ta 1 giọt, chính mình ăn tươi 7 giọt, ngươi cũng quá hung ác. Ta bắt đầu còn cho rằng sẽ được 2 giọt. Lý Vân Tiêu quát. Hai giọt có phần của ngươi sao? Cút sang một bên.
Hai người nói cực nhỏ, nhưng lọt vào trong tai Kế Chính Đức không sót một chữ, hơn nữa hắn dường như nghe được hương thơm nhàn nhạt. Đầu óc Kế Chính Đức ngây ngốc, không suy nghĩ được gì, thân thể hư thoát. Ngửi ngửi. Một người bên cạnh hắn ngửi ngửi, hồ nghi nói. Thơm quá a, cái gì mà thơm như vậy? Các ngươi đang nói thầm gì đó? Đột nhiên một tiếng nói lạnh như băng vang lên, ánh mắt giết người của Liên Trường nhìn qua. Hắn cũng không nghe thấy hai người nói chuyện, thời điểm quét mắt qua toàn trường, tất cả mọi người sợ hãi tránh đi, không dám nhìn hắn, duy chỉ có mấy người sau lưng Kế Chính Đức bộ dáng điềm nhiên, đối với hắn hoàn toàn làm như không thấy. Tăng thêm Lý Vân Tiêu cùng Huyền Hoa nói thầm không thôi, làm hắn tức giận, dường như tìm được nơi phát tiết. Kế Chính Đức nhìn qua Liên Trường mặt âm trầm đi tới nơi đây, đổ mồ hôi lạnh liên tục. Đột nhiên Cẩn Huyên toàn thân run lên, khó có thể tin nhìn qua bên này, mạnh mẽ đứng dậy, hoảng sợ nói. Vân Thiếu. Thân hình Cẩn Huyên khẽ run, tựa hồ có chút không dám tin vào mắt mình, người xa xa nhìn qua mỉm cười kia, tuy rằng đã có biến hóa so với trí nhớ, hơn nữa một thân quần áo đơn giản, ăn mặc chỉ đột, nhưng vẻ vui vẻ và phóng đãng không bị trói buộc nơi khóe miệng, ánh mắt phong khinh vân đạm kia, không phải Lý Vân Tiêu thì còn ai nữa. Muốn nói có gì khác với Trấn Hải Thiên năm đó thì chính là nhiều thêm vài phần cơ trí và trầm ổn, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng kia càng lộ ra thành thục. Gió đêm hơi lạnh, tử lực phát tác, trên gương mặt Cẩn Huyên hiện lên một vòng đỏ tươi, trong hốc mắt có chút ướt át. Lý Vân Tiêu cười nói. Trấn Hải Thiên từ biệt, lại thấy Cẩn Huyên rồi. Cẩn Huyên mím môi, trong mắt có chút hiện hồng, lập tức tự nhiên, nói. Ngày ấy từ biệt, ta còn tưởng rằng khó có thể gặp lại, hôm nay nhất định phải nâng chén trò chuyện mới được. Lý Vân Tiêu ngâm ngâm nói. Thiên hạ tuy lớn, nhưng cũng không lớn, cơ hội gặp mặt rất nhiều mà. Cẩn Huyên du du nói. Vậy vì sao từ biệt ở Trấn Hải Thiên, hôm nay mới có cơ hội, hơn nữa còn ngẫu nhiên như thế? Lý Vân Tiêu cười nói. Đây là vận mệnh của mỗi người a, đại thế giới chúng sinh vô số, tương kiến tức là duyên. Cũng không thể mỗi ngày đều hữu duyên được. Đỏ ứng trên mặt Cẩn Huyên càng thêm đậm, tựa hồ có chút xị oán, nói. Thì ra ta đối với Vân Thiếu, chỉ là một người trong vô số chúng sinh mà thôi. Liên Trường nhìn biểu lộ của Cẩn Huyên, gương mặt liền trở nên vặn vẹo, cơ hồ rít gào nói. Ngươi biết tên nhà quê này sao? Sắc mặt Cẩn Huyên trầm xuống, lộ ra thần sắc chán ghét cực độ, lạnh lùng nói. Liên Trường công tử. Kính xin ngươi nói chuyện chú ý tôn trọng một chút. Tôn trọng, hừ, Cẩn Huyên, ý của ta đối với ngươi kẻ đần cũng nhìn ra, nhưng chưa bao giờ thấy người có vẻ mặt tốt với ta, ngược lại đối với tên hai lúa nhà quê này, ngươi lại cười vui vẻ như vậy sao? Gương mặt Liên Trường cũng phát xanh rồi, sát khí trên người trùng thiên, hai chuyện hợp cùng một chỗ, cả người hắn đều muốn phát nổ rồi. Lý Vân Tiêu trong mắt hắn đã bị phán quyết tử hình, hắn lạnh giọng nhe răng cười nói. Tốt, ta tự vặn vặn đầu tên nhà quê này xuống làm bóng đá, xem ngươi có còn cười được nữa không. Cẩn Huyên giận dữ, nhưng nghĩ đế thực lực N Lý Vân Tiêu, cũng không lo lắng gì cả, lạnh lùng nhìn hắn, bộ dạng tùy ngươi tìm chết. Liên Trường bị ánh mắt khinh miệt và mỉa mai của nàng chọc giận lên, ầm ầm một tiếng liền tản ra khí tức trên người mình, chấn khiến không khí bốn phía vang lên, một cổ sát ý vô cùng dày đặc tản ra. Tống Quang và Lý Vân Tiêu cũng nhíu mày lạ. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu, sau khi thấy bộ dạng Lý Vân Tiêu, nội tâm lột bột thoáng một phát, tựa hồ cực kỳ giống thân ảnh tại thành Hồng Nguyệt năm đó. Bất quá tên này thì sao? Bộ dáng nhà quê như thế, khiến nội tâm của hắn cũng giảm đi bớt nghi kỵ. Năm đó lúc thấy Lý Vân Tiêu chính là lúc luận võ chọn rễ của Khương Nhược Băng, đã cách nhiều năm Lý Vân Tiêu cũng có biến hóa cực lớn, đặc biệt tu luyện thể thuật, khí chất và thần thái đã hoàn toàn khác trước. Tăng thêm giờ lại ăn mặc như thế, khiến Lý Vân Tiêu cảm thấy như thế nào cũng không thể nào là hắn được. Ngửi ngửi, thơm quá a. Yến Tinh Hỏa đột nhiên nhíu nhíu mũi, kinh ngạc nhìn qua chỗ Chính Đức, nói. Chính Đức đại nhân, người sao lại thơm như vậy? Toàn thân Liên Trường run lên, hít sâu một hơi, lập tức sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận, hơn nữa là đại hỉ, quát. Vạn Hoa Bách bảo lộ, thì ra tặc trộm bảo là cá ngươi. Cái gì? Đám người đứng ngoài xem tất cả đều là kinh hãi, khó có thể tin đưa mắt nhìn sang. Tống Quang cả kinh nói. Liên Trường công tử xác định, cái này cũng không thể vũ hãm lung tung được đâu.
dù xa chính nước thực lực có hạn, hơn nữa vị trí cực xa, như thế nào cũng không có khả năng trộm lấy vạn hoa bách bảo lộ được. Liên Trường lạnh giọng nói, vạn hoa dùng để chế vạn hoa bách bảo lộ đều là chân phẩm, một giọt cũng là vạn kim khó cầu, mùi thơm độc nhất vô nhị, trong thiên hạ tuyệt không khả năng phỏng chế được. Mọi người cũng đều khẽ ngửi lấy, đều lộ ra vẻ mặt. Yến Tinh Hỏa cả kinh nói, quả nhiên không khác gì hương khí lúc trước, không thể tưởng được là do người Tinh Nguyệt trai trộm lấy. Trong mắt của hắn toát ra hàn quang ra, nhưng nhiều hơn là đại hỉ, Tinh Nguyệt trai đắc tội Liên gia, ít nhất không thể lăn lộn ở thành Vĩnh Tương được nữa rồi. Ha ha, xuẩn tặc, xem các ngươi chết như thế nào. Liên Trường hét lớn một tiếng, cả người như đại bằng lăng không, trực tiếp mở ra năm ngón tay bắt tới, trên mặt tràn đầy sát khí, quát. Dám trộm đồ của Liên Trường ta, giết cả nhà các ngươi. A, à, Kế Chính Đức kêu thảm một tiếng, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lạnh run, cổ khí tức kia ép tới cơ hồ khiến hắn hít thở không thông, khóc tang nói. Đã xảy ra chuyện gì, chung quy là đã xảy ra chuyện gì, cái này phải làm sao cho phải đây? Yến Tinh Hỏa thấy bộ dạng kia, nhịn không được phá lên cười, nói. Ha ha, Chính Đức đại nhân, không thể tưởng được lá gan ngươi lại lớn như thế, lại dám bỏ qua thành chủ, bỏ qua Vân Tiêu công tử, bỏ qua Liên Trường công tử. Tồn tại, chậc chậc, Tinh Nguyệt trai dám khí phách như thế, không coi ai ra gì như thế sao? Hắn bỏ đá xuống giếng, chụp lên các loại mũ, hy vọng có thể trực tiếp đè chết Kế Chính Đức, bản thân có thể đoạt được cơ nghiệp của Tinh Nguyệt trai hiện giờ. Cho dù Tinh Nguyệt trai sau này lại phái người ra, cũng không cần e sợ. Huyền Hoa cười ha ha nói. Chính chủ tìm tới, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu nói. Cái gì làm sao bây giờ? Ta lại không có cầm vạn hoa bách bảo lộ của hắn, ngươi cầm sao? Chưa, chưa, đương nhiên chưa. Huyền Hoa vội vàng khoát tay nói. Hừ, còn dám nói xạo, đợi ta lột ra các ngươi ra tìm là biết. Liên Trường mở năm ngón tay ra thành chảo, trực tiếp chụp vào Lý Vân Tiêu. Tuy rằng hắn cảm thấy trong những người này chính chủ hẳn là Kế Chính Đức, nhưng lại muốn bầm thây vạn đoạn Lý Vân Tiêu trước. Đột nhiên thân ảnh La Thiên khẽ động, ngăn ở chứa mặt Lý Vân Tiêu nói. Để ta đến đi. Hắn một tay thành trưởng, nhìn cũng không nhìn liền chụp xuống dưới. Liên Trường dù sao cũng là đồ đệ của ái đồ hắn, trong nội tâm nổi lên lòng muốn bảo vệ. Sợ Lý Vân Tiêu vừa ra tay sẽ trực tiếp giết chết đối phương. Liên Trường ở trên không trung trong giây lát quá sợ hãi, hắn phát hiện nguyên lực toàn thân mình hoàn toàn như bị trói buộc, cơ hồ không cách nào vận chuyển được. Không chỉ có thế, không gian bốn phía cũng theo đó bắt đầu thay đổi, thân thể của hắn bị hung hăng vất ra ngoài. Phanh một tiếng nện vào trong viên. Cái gì? Mọi người đều cả kinh, ở đây không ít người là cao thủ. Tự nhiên nhìn ra một trưởng kia của La Thiên lợi hại thế nào. Siêu, 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 siêu. Bốn phía các loại thân ảnh xoay nhanh, thoáng cái đã xuất hiện đại lượng võ giả lăng không, khí tức hội tụ trên bầu trời, toàn bộ đều tập trung lấy bọn người Kế Chính Đức. Sắc mặt Tống Quang cũng ngưng trọng đứng lên khỏi ghế, cao giọng nói. Các hạ là người phương nào? La Thiên suy nghĩ, nói. Người không quan hệ, nhưng có một số việc nhìn không được. Thành chủ đại nhân kính xin lau kỹ hai mắt, không nên bị một ít kẻ lừa đảo che mắt. Lừa đảo. Sắc mặt Tống Quang trầm xuống, khẽ nói. Ngươi là chỉ ai? Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, vỗ án, tức giận hừ nói. Các hạ khẩu khí thật lớn, ngươi nói là Liên Trường công tử là lừa đảo, hay là chỉ bổn công tử lừa đảo hả? La Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói. Trong lòng ngươi tự rõ ràng. Lý Vân Tiêu giận dữ, quát. Gan chó thật lớn. Hắn lạnh giọng nói. Đã có đảm lượng ngấm ngầm hại bổn công tử, vậy có đảm lượng báo danh tính ra không? La Thiên nói. Danh hào lão phu tuy rằng không vang, nhưng cũng không muốn báo cho đám vớ vẩn các ngươi nghe, nếu không cũng tự cảm thấy thẹn mất. Yến Tinh Hỏa vội hỏi. Vân Tiêu công tử, những ngưỡng người này là Tinh Nguyệt trai đấy. A, à, Tinh Nguyệt trai. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ta trước khi đi thành Hồng Nguyệt đoạt Nhược Băng, đã gặp mặt đại trưởng quỹ Tinh Nguyệt trai các ngươi một lần, hắn còn ủy thác ta chiếu cố buôn bán của các ngươi nhiều hơn, hừ hừ, xem ra chuyện hôm nay phải cần đại trưởng quỹ các ngươi đi ra mới có thể giải quyết rồi. Tống Quang cũng lạnh lùng nói. Các hạ hẳn là cao thủ Tinh Nguyệt trai phái tới đúng không?
Tinh Nguyệt Trai ở thành Vĩnh Tương tuy rằng buôn bán ế ẩm, thế lực nhỏ nhất, nhưng Tống Mỗ cũng không xem thường quý phái, cũng nhiều phương tương trợ, quý phái hôm nay đây là muốn báo đáp sao? Đáng chết, dám đánh ta! Liên Trường ở xa xa thoáng cái phóng lên trời, cả người lầy lội bay tới, trong tay lóe lên hàn quang cầm kiếm nơi tay, bay thẳng đâm tới La Thiên. D-A-N-G-G. La Thiên trực tiếp duỗi ra hai ngón kẹp lấy kiếm kia, bấm tay có chút bắn ra, trường kiếm kia long cong một tiếng đã bị đánh bay ra ngoài, Liên Trường cũng cảm nhận được áp khí đập vào mặt, nhịn không được phun ra một búng máu, lần nữa bị đánh bay. Công tử! Đám người hậu Liên gia vội lao lên, đỡ lấy Liên Trường. Bởi vì Đông Vực vốn ở trong phạm vi thế lực Liên gia, tăng thêm thực lực bản thân Liên Trường cũng không tầm thường, cho nên bên người cũng không có cao thủ, tất cả đều là một ít nô tài chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của hắn thôi. Mặt mũi hắn tràn đầy giận dữ hét. Dám đả thương ta, báo ra danh hào của ngươi đi. Đồng tử Tống Quang cũng hơi co lại, nói. Liên Trường công tử chính là cường giả võ đế, các hạ có thể dễ dàng thủ thắng như thế, tu vị ít nhất cũng là võ đế trung giai a, chắc cũng không phải hạng người vô danh. Đại trưởng phu dám làm dám nhận, kính xin cho biết tên họ, đến lúc đó đừng nói Tống gia ta khi dễ hạng người vô danh. La Thiên nói. Danh hào lão phu các ngươi không xứng biết rõ, nếu không phải xem ở phân thượng Hoàng Dương, vừa rồi ta đã giết tên này rồi. Sắc mặt mọi người đại biến, Liên Trường cũng kinh sợ bất định, âm thanh hung dữ nói. Ha ha, đã biết rõ sự lợi hại của sư phụ ta, còn dám làm tổn thương ta. Hừ, ngươi cũng là thuật luyện sư a, vừa rồi một chiêu không gian chuyển di kia bản thiếu gia cảm nhận được tinh thần lực chấn động rất mạnh, ngươi là mấy giai hả? Để ta đoán xem, thất giai, bát giai. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trở nên kinh hãi, đặc biệt là người Tống gia, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, như nếu như đối phương là đại thuật luyện sư bát giai, vậy thì phiền toái. Tống Quang không khỏi đưa ánh mắt về một người khác, một lão giả áo bào trắng đang an vị ở cách đó không xa, tóc bạc mặt hồng hào, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một đôi mắt sáng ngời hữu thần. Đúng là hội trưởng công hội thuật luyện sư tại thành Vĩnh Tương, Nguyên Lương, hắn cũng là thuật luyện sư bát giai, bất quá chỉ là sơ cấp mà thôi, nhưng ở thành Vĩnh Tương đã rất nổi danh rồi. Hắn nghe Liên Trường nói như vậy, không khỏi quá sợ hãi, đánh giá La Thiên thêm vài lần, cảm thấy có chút quen mắt, lại nhất thời không nhớ nổi đã thấy ở đâu. Nguyên Lương cảm nhận được ý hỏi trong mắt Tống Quang, trầm tư một lúc, xác thực không nhớ rõ vị đồng liêu này. Hơn phân nửa là gặp qua lúc nghiên cứu và thảo luận gì đó thôi. Ha ha, ngươi cho rằng thuật luyện sư bát giai thì rất giỏi sao? Liên Trường cuồng tiếu nói. Ta thấy ngươi nhiều nhất chỉ là bát giai sơ cấp, ngươi có biết sư phụ ta tu vi hiện giờ là cảnh giới bực nào không? Thân hình Nguyên Lương chấn động, cả kinh nói. Chẳng lẽ Hoàng Dương đại sư hắn? Liên Trường lớn tiếng nói. Không sai, trước đó không lâu Hóa Thần Hải đã truyền lại tin tức. Gia sư đã thuận lợi đột phá đến đại thuật luyện sư cửu giai rồi. Mọi người đều giật mình, nếu thế hậu trường Liên Trường sẽ càng thêm cứng rắn không thể chọc, đại thuật luyện sư cửu giai chính là tồn tại hoành hành thiên hạ không người dám gây a. Tống Quang cũng cả kinh, may mắn vừa rồi không quá mức bức bách Liên Trường. La Thiên nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia không thoải mái, nói. Sư phụ của ngươi bước vào cửu giai, thì quan hệ gì tới ngươi? Không biết tự mình đóng cửa khổ tu, chỉ biết dựa vào tên tuổi sư phó bên ngoài gây chuyện sinh sự. Liên Trường phẫn nộ quát. Ngươi là cái thá gì? Lại dám quản ta? Sắc mặt La Thiên trầm xuống, Liên Trường lập tức cảm thấy thấy cả người lạnh buốt, lập tức sợ tới mức bạo lui mấy trượng, lúc này mới xoay người nói. Nguyên Lương đại sư, nếu hắn thuộc công hội thuật luyện sư, vậy thì tự nhiên phải tuân thủ theo quy định công hội. Nguyên Lương trầm tư. Người trước mắt hắn không biết thân phận, vốn không muốn đắc tội, nhưng Liên Trường chính là đồ đề Hoàng Dương. Hoàng Dương hiện giờ đã là cửu thiên thuật luyện sư rồi, rơi vào đường cùng đành phải mở miệng nói. Vị đại sư này, ta chính là hội trưởng công hội thuật luyện sư thành Vĩnh Tương, kính xin ngươi báo ra tính danh và đưa ra huy chương của ngươi. La Thiên nói, ta có quyền được làm theo ý mình, không đưa ra huy chương. Nguyên Lương cau mày nói, quả thật có thể. Nhưng nếu vậy thì chỉ có thể xử lý ngươi như không phải thành viên công hội thôi. La Thiên nói. Tùy ý. Nguyên Lương bị thái độ không mặn không nhạt của hắn dẫn xuất lửa giận, lạnh lùng nói. Vậy ta cũng không khách khí nữa.
hắn phất tay quát, bắt lấy người này. Phía sau hắn lập tức xuất hiện mấy tên võ giả, nguyên một đám sắc mặt lạnh như băng, khí tức trên người bạo phát ra, đều là cường giả võ đế. Liên Trường nói, thành chủ đại nhân, vạn hoa bách bảo lộ chính là bị mấy người kia trộm đi, chỉ cần bắt lấy bọn họ liền có thể trả lại trong sạch cho ta. Trong lòng Tống Quang trầm tư một chút, kế chính nước đã sớm sợ tráng váng, nằm dạp trên mặt đất không ngừng run rẩy, nhưng bộ dáng bọn người La Thiên lại quá mức bình tĩnh, hắn dù sao cũng là đứng đầu một thành, cũng là người kiến thức rộng rãi, biết rõ trong đó tất nhiên có vấn đề, nói. Mấy người thật sự không muốn báo ra danh hào của mình sao? Vậy thì Tống Mỗ chỉ có thể coi mấy vị là đạo tặc, sai người bắt lấy thôi. Lý Vân Tiêu nói, đạo tặc, có chứng cứ gì không? Liên Trường cả giận nói, mùi thơm kia chính là chứng cứ. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói, mùi thơm, rất thơm sao, nói cho ngươi biết, đây là lão tử vừa mới phóng một cái giấm mà thôi. Ngươi, Liên Trường chán nản, buồn nôn, ngay cả Huyền Hoa cũng cảm thấy buồn nôn, hung hăng trợn mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Tống Quang trầm xuống, quát, bắt lấy mấy người kia. Người bốn phía lập tức nhao nhao bay xuống, tăng thêm mấy người công hội thuật luyện sư nữa, thoáng cái bốn phía đều chật cứng người. Cẩn Huyên lập tức tỉnh rượu thêm vài phần, một lòng nhấc lên, nàng mặc dù biết Lý Vân Tiêu lợi hại, nhưng không biết có thể đối phó được nhiều cao thủ vậy không. Tống Quang nói với Lý Vân Tiêu. Vân Tiêu công tử, mấy tên mao tặc này tựa hồ có chút bổn sự, kính xin công tử lược trận. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Yên tâm đi, có bổn công tử ở đây, cho dù hắn là thuật luyện sư cửu giai cũng phải cúi đầu. Tống Quang nghe hắn nói như vậy, lập tức yên lòng, đúng vậy à, mình có một con rể lợi hại như vậy, ngay cả Thành Hồng Nguyệt cũng dám chém giết, quấy đến long trời lỡ đất, trực tiếp thay đổi thành chủ, thiên hạ này còn chuyện gì phải sợ nữa chứ. Mười mấy tên võ giả kia lập tức vây quanh Lý Vân Tiêu, từng bước ép tới. Người cầm đầu hai tay ôm đao, lạnh lùng nói. Là chính các người bó tay, hay là đợi ta phải động thủ? Huyền Hoa nói. Ai lên đây? Ninh Khả Vi nói. Khả Vân, ngươi ra tay đi. Nơi này dù sao cũng là đông vực, chúng ta thân là chủ nhà, không thể để cho nhiều khách quý như vậy ra tay được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 95.